Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 73. Kiếm tu. Lúc này đây, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tất cả mọi người thật không ngờ rằng Chi Tịnh lại là một vị kiếm tu. Hơn nữa, kiếm cũng nhanh như vậy. Trước mặt Diệp Huyên, Chi Tịnh lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, bất ngờ không? Diệp Huyên nhếch miệng cười, có hơi bất ngờ, còn có chút ngạc nhiên thú vị. Nghe vậy, Chi Tịnh nhíu mày, ngay sau đó, sắc mặt gã lập tức thay đổi, gã lùi lại, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất kiếm. Suy! Trong sự quan sát của mọi người, một cánh tay của Chi Tịnh trực tiếp bị chém đứt. Cách xa mấy trăm trượng, Chi Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, làm sao có thể? Tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn Diệp Huyên, ở phần bụng của Diệp Huyên còn có một thanh kiếm cắm vào. Nhưng Diệp Huyên lại không sao cả, không chỉ như thế, cơ thể Diệp Huyên còn đang điên cuồng hấp thu thanh kiếm kia. Chỉ chốc lát, thanh kiếm đã bị Diệp Huyên hấp thu hoàn toàn. Khuôn mặt Diệp Huyên đầy vẻ ngây ngất, hắn nhìn về phía Chi Tịnh, nhếch miệng cười, thanh kiếm này không tồi, rất bổ. Vừa dứt lời, trảm tiên kiếm hồ trong tay hắn bỗng rung lên dữ dội, ngay sau đó, một tia kiếm quang đột nhiên xuyên lên không trung. Chi Tịnh nhìn thấy cảnh này, hai mắt hơi nhíu lại, tay trái của gã nhẹ nhàng chỉ hai ngón về phía trước, sau đó xoay tròn, một luồng khí đen biến thành một thanh kiếm đen, rất nhanh. Thanh kiếm đen này chém thẳng lên kiếm thiên chu của Diệp Huyên. Trong nháy mắt, thanh kiếm đen lập tức bị vỡ tan, tốc độ của kiếm thiên chu không giảm, bắn nhanh về phía Chi Tịnh, không gian những nơi nó đi qua đều bị xé rách, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, tay trái Chi Tịnh lại kết một kiếm quyết, gã đọc thầm trong miệng, vạn kiếm quy nguyên. Vù! Một tiếng kiếm đột nhiên vang vọng phía chân trời, ngay sau đó, vô số kiếm khí màu xanh thẫm bỗng xuất hiện ở trước mặt Chi Tịnh. Hai ngón tay Chi Tịnh chỉ về phía trước đi. Suy 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 suy. Vô số kiếm khí bắn đi, nhưng khi vô số kiếm khí này còn cách kiếm thiên chu của Diệp Huyên khoảng hơn 10 trượng, những kiếm khí này đột nhiên run lên kịch liệt, lập tức vạn kiếm hợp làm một. Trong khoảnh khắc chúng hợp làm một, một lực lượng mạnh mẽ lập tức làm vỡ nát không gian xung quanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một làn sóng kiếm khí mạnh mẽ bỗng nhiên nổ bùng ra từ giữa hai thanh kiếm kia. Ầm ầm, toàn bộ chân trời bắt đầu bị chôn vùi từng tấc một. Phía dưới, vô số cao thủ Bắc Cảnh vội vàng liên thủ ngăn cản luồng lực lượng này, nếu để cho dư âm của luồng lực lượng này rơi xuống Bắc Cảnh, thì sợ là cả Bắc Cảnh sẽ bị hủy diệt. Mà trên không trung, trận chiến giữa Diệp Huyên và Chi Tịnh vẫn chưa chấm dứt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu trở lại trong tay hắn, mà xung quanh hắn, vô số kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi, nhưng chúng đều bị kiếm ý thiện ác tản ra từ trên người hắn ngăn cản. Xa xa, những kiếm khí xung quanh Chi Tịnh cũng đều bị khí đen quanh người gã ngăn cản. Hai người đứng quan sát nhau từ xa. Đột nhiên, Diệp Huyên chuyển động. Suy! Một tia kiếm quang từ giữa sân xé rách mà tới. Nhất kiếm vô lượng. Xa xa, hai mắt Chi Tịnh híp lại, gã chợt nắm chặt tay trái. Trong nháy mắt khí đen xung quanh người gã ngưng tụ thành một thanh kiếm đen, chỉ giây lát, thanh kiếm đen này đột nhiên bay ra, nhưng ngay tại lúc nó bay ra, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào mũi kiếm của nó. Kiếm đen run lên dữ dội, sau đó nứt ra, cùng lúc đó, Chi Tịnh lùi mạnh về sau trăm trượng, mà ngay khi gã dừng lại, thanh kiếm đen trong tay gã lập tức nổ tung. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa bỗng nhiên cầm kiếm chỉ về phía Chi Tịnh. Kiếm chấn hồn. Toàn thân Chi Tịnh run lên kịch liệt, vào lúc này, sắc mặt Chi Tịnh thay đổi rõ rệt, tay trái hắn đột nhiên đấm mạnh xuống. Một lực lượng mạnh mẽ rung động dữ dội ở trước mặt gã, mà bản thân gã đã lui ra xa mấy trăm trượng, nhưng gã còn chưa dừng lại, đã lại có một tia kiếm quang đến trước mặt. Nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này lại là nhất kiếm vô lượng. Đồng tử Chi Tịnh đột nhiên co lại. Một luồng khí tức hùng mạnh thổi quét ra từ cơ thể Chi Tịnh, luồng khí này trực tiếp làm tan vỡ tia kiếm quang kia của Diệp Huyên, không chỉ như thế, kiếm thiên chu cũng bị đánh bay ra ngoài. Xa xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu bay trở về trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn Chi Tịnh, mặt không chút thay đổi. Lúc này Chi Tịnh đã khôi phục cảnh giới của mình. Phía dưới, sắc mặt mọi người trầm xuống.
An Lan Tú nhìn chằm chằm Chi Tịnh, tay phải gắt gao nắm chặt trường thương trong tay, Mạc Tà cũng từ từ nắm chặt hai tay. Chỉ có Tiểu Thất là khá bình tĩnh. Từ đầu tới cuối, sắc mặt Tiểu Thất đều rất bình tĩnh. Sau khi khôi phục cảnh giới, Chi Tịnh cũng mọc lại tay phải ngay lập tức. Cao thủ đến được cấp bậc như của bọn hắn rất khó bị giết chết. Chi Tịnh nhìn về phía Diệp Huyên, người đúng là có rất nhiều bảo vật. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta đều không dùng bất cứ trang bị gì, không dùng huyền khí, thế nào? Dựa vào công phu cơ bản. Chi Tịnh lắc đầu, ta không có hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian với ngươi. Vừa dứt lời, gã mở lòng bàn tay, vô số khí đen đột nhiên bay ra từ lòng bàn tay hắn. Sau khi bay ra chúng lập tức hóa thành từng tia kiếm quang, vô số kiếm quang bắn nhanh về phía Diệp Huyên. Lúc này những thanh kiếm đen này đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Chi Tịnh đã khôi phục cảnh giới. Xa xa, Diệp Huyên nhìn thấy vô số kiếm khí bao trùm đến, vẻ mặt bình tĩnh, mà lúc này, Tiểu Thất cùng An Lan Tú và Mạc Tà bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng, ra tay. Nói xong, từ trong Trảm Tiên kiếm hồ của hắn, kiếm Thiên Chu đột nhiên bay ra. Bù! Một tiếng kiếm bỗng vang lên, ngay sau đó, một tia kiếm quang phá không mà đi. Mà ở bên cạnh Diệp Huyên, Tiểu Thất đột nhiên giang hai tay ra, hai tia kiếm quang ngưng tụ xuất hiện trong hai lòng bàn tay nàng ta, chốc lát, hai tia kiếm quang này lập tức bay đi, xé rách hết thảy những nơi nó đi qua. An Lan Tú cầm trường thương hướng về phía xa ném mạnh một cái, trường thương mang theo lực lượng mạnh mẽ phá không bay đi, không gian nơi nó đi qua, mỗi một tấc đều bị xé rách tan biến, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mạc Tà cũng không nhàn rỗi. Vào lúc Diệp Huyên ra tay, bóng của ông lão phía sau hắn ta đột nhiên hóa thành tia sáng đen bay ra, tia sáng đen này mang theo một lực lượng bùng nổ hủy thiên diệt địa. Lúc này, bốn người đám Diệp Huyên đều không nương tay. Cũng không dám nương tay. Bởi vì người mà bọn họ đang đối mặt đây có thể là một vị cao thủ đạt đến phá mệnh cảnh. Bốn người cũng không dám có chút lơ là nào. Trên bầu trời Thiên Giang Thành. Một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang lên, trong phút chốc, cả vùng trời trên Thiên Giang Thành biến thành một mảng tối đen. Mà trong không gian tối đen kia, vô số lực lượng mạnh mẽ tàn sát bừa bãi, những tiếng nổ vang lên không ngừng. Bên trong thành, vô số người nhìn lên phía chân trời. Có thể thắng không? Trong không gian tối đen kia, bốn người đám Diệp Huyên đã bắt đầu điên cuồng bao vây tấn công Chi Tịnh, nhưng gã kia lấy một địch bốn cũng không chút yếu thế. Mà bốn người mặc áo đen ở bên kia vẫn không ra tay. Nhưng Kiều Thiên Nhi và Quan Quân luôn đề phòng bốn người này. Chỉ cần bốn người này có hành động khác thường, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên biến mất. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyên lại thi triển nhất kiếm vô lượng, mà chính lúc hắn thi triển nhất kiếm vô lượng, Chi Tịnh ở gần đó lập tức thay đổi sắc mặt, gã đột nhiên đưa tay hướng về phía trước. Trực tiếp nắm lấy một thanh kiếm. Kiếm Thiên Chu. Mà trong khoảnh khắc gã nắm lấy kiếm Thiên Chu, Tiểu Thất chợt xuất hiện ở phía sau gã, ngay sau đó, một tia kiếm quang chém thẳng vào sau đầu gã. Một kiếm này còn nhanh hơn so với kiếm của Diệp Huyên. Mà gần như cùng một lúc, một thanh trường thương bỗng nhiên từ không trung đâm tới, đâm thẳng vào đỉnh đầu Chi Tịnh. Lúc này, sắc mặt Chi Tịnh lập tức trở nên dữ tợn. Gã đột nhiên gầm lên giận dữ, ra. Vừa dứt lời, một thanh kiếm màu đen chợt bay ra từ trong người gã. Một mảnh kiếm quang màu đen được đánh ra từ thanh kiếm đen kia, trong thời gian ngắn, ba người đám Diệp Huyên trực tiếp bị đẩy lui ra cả nghìn trượng. Xa xa, Diệp Huyên nhìn về phía Chi Tịnh, một thanh kiếm đang bay lơ lửng trước mặt gã, quanh thân kiếm có một con rồng hư ảo lượn quanh, con rồng đen có bộ mặt dữ tợn, đang nhìn hầm hầm Diệp Huyên. Chi Tịnh từ từ nhắm hai mắt lại, các ngươi thành công chọc giận ta rồi. Lúc này, gã đột nhiên phát hiện, gã đã có phần xem nhẹ bốn người đám Diệp Huyên rồi. Bốn người này liên thủ lại, thật sự có khả năng giết chết gã. Tuy rằng nghe có vẻ khó tin, bởi vì cảnh giới của gã vượt xa bốn người bọn họ, nhưng sự thật chính là như thế. Chi Tịnh mở lòng bàn tay, thanh kiếm đen đột nhiên quay nhanh, từng tiếng kiếm chấn động vang lên. Bốn người Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều nghiêm lại. Diệp Huyên chìa tay phải ra,
kiếm Thiên Chu bay trở về trong kiếm hồ, ngay sau đó, vô số kiếm ý tràn ra từ cơ thể hắn, sau đó lao vào trong kiếm hồ. An Lan Tú siết chặt trường thương trong tay nàng ta bắt đầu rung động. Bên cạnh, vẻ mặt Tiểu Thất rất bình tĩnh, trên đầu ngón tay phải của nàng ta có một tia kiếm quang. Hai tay Mạc Tà từ từ nắm chặt, trong cơ thể hắn ta cũng có một lực lượng mạnh mẽ đang tụ hội. Bốn người đều chuẩn bị để liều mình. Xa xa, Chi Tịnh nhìn Diệp Huyên, một kiếm chém chết ngươi. Vừa dứt lời, kiếm đen trong tay gã ngay lập tức bay đi. Kiếm phá trường không. Một kiếm này giống như muốn hủy diệt cả đại thế giới huyền hoàng này, lực lượng ẩn chứa trong đó làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Mà mục tiêu của một kiếm này là Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể đỡ được kiếm này không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Mà lúc này, ba người Tiểu Thất đột nhiên đứng trước mặt Diệp Huyên. Tiểu Thất nói, đồng loạt ra tay. Dứt lời, nàng ta chỉ tay về phía Chi Tịnh, trong chớp mắt, kiếm quang trên đầu ngón tay nàng ta lập tức bay đi, nhưng mà tia kiếm quang này còn chưa tới gần thanh kiếm đen kia thì đã vỡ tan hóa thành hư vô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất híp mắt lại, nàng ta đang định ra tay nữa, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, để ta làm cho. Nói xong, hắn xuất hiện ở trước mặt ba người. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm phá không mà đến kia, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn không chọn cách cố đỡ một kiếm này. Bởi vì trực giác nói cho hắn không đỡ được, dùng cơ thể để đỡ, chắc chắn sẽ chết. Lực lượng ẩn chứa trong thanh kiếm này vượt qua giới hạn mà cơ thể bây giờ của hắn có thể chịu đựng. Làm sao bây giờ? Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, khi thanh kiếm kia còn cách hắn mười mấy trượng, hắn đột nhiên mở hai mắt, gào lên, cứu mạng. Mọi người! Cứu mạng! Mọi người ở đây đều ngây ra. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Huyên sẽ dùng đại chiêu nào đó, nhưng thật không ngờ Diệp Huyên lại kêu cứu. Ai đến cứu? Mà khi Diệp Huyên kêu lên câu này, Chi Tịnh kia cũng dừng lại, gã nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt có chút đề phòng. Trước khi đến, gã đã điều tra qua về Diệp Huyên. Thực lực của Diệp Huyên không tốt lắm, người giúp đỡ sau lưng hắn thì có một đống. Đây là đánh giá của gã về Diệp Huyên lúc trước khi đến đây. Đương nhiên, lúc này sau khi đã giao đấu với Diệp Huyên gã phát hiện, thật ra thực lực của bản thân Diệp Huyên cũng rất mạnh. Mạnh đến mức vượt rất xa so với dự đoán của gã. Diệp Huyên với cảnh giới này mà có thể đánh một trận cùng gã, đã là vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên, gã càng kiêng dè người đứng sau Diệp Huyên. Chi Tịnh nhìn bốn phía, nhưng xung quanh không hề có gì, một lát sau, gã nhìn về phía Diệp Huyên mỉm cười gượng gạo, ta chỉ tùy tiện kêu một chút. Chi Tịnh híp mắt lại, người đang trêu đùa ta sao? Diệp Huyên gật đầu, ta chính là đang trêu đùa ngươi. Chi Tịnh đột nhiên biến mất. Suy, một tia kiếm quang màu đen xé toạc đến từ giữa sân. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngay sau đó, hắn bắt đầu lẩm nhẩm gì đó trong miệng, khi tia kiếm quang màu đen kia cách mặt hắn khoảng 10 trượng, hắn đột nhiên hét lên, cứu mạng. Mọi người, lúc này đây, Chi Tịnh không dừng lại, nhưng mà rất nhanh, gã hối hận rồi. Bởi vì khi Diệp Huyên hét lên hai chữ này, một luồng lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy gã, cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu gã xuất hiện một chữ, nhốt, màu đỏ máu. Lục đạo chân ngôn. Đối mặt với Chi Tịnh hùng mạnh, Diệp Huyên lần nữa sử dụng con bài lục đạo chân ngôn. Bởi vì nhất kiếm vô lượng và trảm tiên kiếm hồ không có tác dụng với đối phương, hắn chỉ có thể vận dụng ở trong lục đạo chân ngôn này, tù thần. Và câu hắn vốn muốn hét thật ra là tù thần. Có thể nói, hắn chơi một trò lừa nhỏ, mà Chi Tịnh này vẫn cứ bị trúng chiêu. Khi chữ nhốt màu đỏ máu kia xuất hiện trên đỉnh đầu Chi Tịnh, lúc này đây, sắc mặt Chi Tịnh lập tức thay đổi. Không thể nhúc nhích. Chi Tịnh kinh hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi đây là. Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, các huynh đệ, giết gã. Mặc dù hắn vận dụng lục đạo chân ngôn khóa chặt Chi Tịnh, nhưng vô cùng tốn sức, rõ ràng thực lực của Chi Tịnh này cao hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản không nhốt được bao lâu. Ba người đám Tiểu Thất nghe thấy câu nói của Diệp Huyên, lập tức khôi phục lại tinh thần, ngay sau đó, ba người trực tiếp xông lên. Chi Tịnh nhìn thấy vậy,
sắc mặt thay đổi rõ rệt, hắn muốn phản kháng, nhưng lúc này hắn lại kinh hãi phát hiện, gã giống như bị điểm huyệt, căn bản không thể điều động lực lượng. Đây là thuật thần thông gì? Không nghĩ nhiều, Tri Tịnh giống giận, ra tay. Nghe thấy câu này của Tri Tịnh, bốn người mặc áo đen ở cách đó không xa liền ra tay. Nhưng ngay lúc bọn chúng ra tay, Kiều Thiên Nhi và Quan Quân cũng ra tay. Hai người liên thủ ngăn chặn bốn người áo đen. Mà lúc này, ba người đám An Lan Tú đã xuất hiện ở trước mặt Tri Tịnh. Tri Tịnh ánh mắt tức giận như thể sắp rách ra, không? Gã vừa nói dứt. Một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang lên, mà cách đó không xa, Diệp Huyên liên tục lùi mạnh về sau, trong khi lùi lại, máu tươi trào ra từ miệng hắn, lần lui này ước chừng xa đến gần nghìn trượng mới dừng lại. Mà sau khi dừng lại, cả người Diệp Huyên trực tiếp ngã xuống. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đỡ lấy hắn, chính là An Lan Tú. Lúc này sắc mặt An Lan Tú cũng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn dính chút máu tươi. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, run giọng nói chết. Chưa. An Lan Tú im lặng. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Tri Tịnh vẫn còn đó, nhưng chỉ còn lại linh hồn, không chỉ như thế, linh hồn gã còn cực kỳ hư ảo. Tựa như một làn khói nhẹ, dường như một trận gió cũng có thể thổi tan. Tri Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi vừa rồi là thuật thần thông gì, ngươi? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng bật dậy, ngay sau đó, kiếm thiên chu trong tay hắn lập tức biến thành kiếm chấn hồn, hắn cầm kiếm chỉ về phía Tri Tịnh. Linh hồn của Tri Tịnh run lên dữ dội, sau đó hóa thành một luồng sáng đen nhập vào trong kiếm chấn hồn. Kiếm chấn hồn rung dữ dội. Một lực lượng mạnh mẽ chấn động từ trong kiếm chấn hồn mà ra. Diệp Huyên thấy Tri Tịnh đã hoàn toàn biến mất, liền thở dài nhẹ nhõm. Giết người phải giết một cách triệt để, tán gẫu cái gì? Có nhiều lúc, người chính là chết vì nói nhiều. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, đi giúp bọn họ đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, sau đó cầm theo thương biến mất khỏi chỗ. Không chung, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng yếu ớt, giống như tinh khí thần đều bị hút cạn vậy. Mà hiện tại hắn cũng phát hiện ra một vấn đề, đó là lục đạo chân ngôn này khiến hắn bị tiêu hao vô cùng nhiều, nhất là khi gặp phải đối phương đặc biệt mạnh, loại tiêu hao này làm cho cơ thể hắn có chút khó chịu đựng nổi. Vừa rồi nếu không phải có ba người đám An Lan Tú thì cho dù hắn dùng lục đạo chân ngôn cũng không thể giết được đối phương, bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng nhốt được Tri Tịnh, nhưng hắn khó mà đánh giết đối phương, nếu không phải có ba người đám An Lan Tú, người chết sẽ là hắn. Bởi vì hắn không giữ được bao lâu. Giành chiến thắng trong nguy hiểm. Diệp Huyên thu lại suy nghĩ, hắn uống hết hai bình nước suối sinh mệnh, bắt đầu trị thương. Mặc dù Tri Tịnh đã chết, nhưng sự việc còn chưa kết thúc. Sau nửa canh giờ, cơ thể Diệp Huyên đã bình phục lại gần như bình thường, mà lúc này, đám An Lan Tú cũng đã chém chết ba trong số bốn người mặc áo đen, để lại một người sống. Diệp Huyên đến trước mặt người áo đen kia, người mặc áo đen giống như cái bóng, đặc biệt quỷ dị. Diệp Huyên nhìn người mặc áo đen, mặt không cảm xúc, các ngươi là ai? Vũ trụ tứ duy hiện tại, các thế lực lớn đã biết là lưỡng giới thiên, thần điện, còn có vùng cấm sinh mệnh, nhưng mấy người ở trước mặt rõ ràng không phải thuộc ba thế lực kia. Nói cách khác, ngoài ba thế lực này ra, còn có thế lực lớn mạnh hơn. Người mặc áo đen nói ra có thể sống. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Người mặc áo đen trầm lặng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, xem ra ngươi không muốn sống nữa. Người mặc áo đen đột nhiên nói, kiếm tông. Kiếm tông. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, kiếm tông. Các ngươi là kiếm tông. Người mặc áo đen nói, đúng. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm tông nào? Người mặc áo đen nói, kiếm tông. Diệp Huyên đi đến trước mặt người mặc áo đen, hắn nhìn thẳng người mặc áo đen, theo ta được biết, vũ trụ tứ duy này có rất nhiều kiếm tông, nhưng các kiếm tông khác đều đã diệt vong rồi, các ngươi có quan hệ gì với bọn họ? Người mặc áo đen im lặng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, có thể rõ ràng một chút không? Nếu đã muốn sống, thì đừng có lấp liếm với ta. Người mặc áo đen nói, kiếm tông của bọn ta cùng thuộc một mạch với những kiếm tông kia. Nhưng, mọi người mạnh ai nấy làm. Cùng thuộc một mạch. Diệp Huyên trầm giọng nói, tổ sư của các ngươi có phải là một người đàn ông mặc áo xanh?
Người đàn ông mặc áo đen gật đầu, phải. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, vì sao các ngươi lại đến tìm ta, chỉ bởi vì Chí Bảo Ngũ Duy kia. Người mặc áo đen lắc đầu, Chí Bảo Ngũ Duy chỉ là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân khác thì ta không biết. Tiểu Thất đột nhiên hỏi, kiếm tông của ngươi ở đâu? Người mặc áo đen nói, kiếm khư giới. Diệp Huyên hỏi, vì sao những thế lực ở bên ngoài không biết chút gì về kiếm tông của các ngươi? Người mặc áo đen im lặng. Diệp Huyên nhìn người mặc áo đen, ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Người mặc áo đen nói, bởi vì kiếm khư giới không ở vũ trụ tứ duy. Không ở vũ trụ tứ duy. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người ở đây đều liền thay đổi. Không ở tứ duy, chẳng lẽ ở ngũ duy? Diệp Huyên nhìn người mặc áo đen, đừng nói với ta kiếm tông các ngươi đã phát triển đến ngũ duy rồi. Người mặc áo đen lắc đầu, không phải ở ngũ duy, nhưng kiếm khư giới bọn ta đã đột phá tứ duy, so với một vài thế lực của vũ trụ tứ duy mà nói, chúng ta đã cách ngũ duy gần hơn một bước. Diệp Huyên hỏi, cho nên, các ngươi muốn Chí Bảo ngũ duy này. Người mặc áo đen do dự một lát, sau đó nói, không phải bọn ta muốn, mà là có người muốn. Diệp Huyên hỏi, ai? Người mặc áo đen vừa định nói, đột nhiên, gã trực tiếp bốc cháy, mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, người mặc áo đen đó đã hóa thành tro tàn. Mất rồi. Sắc mặt đám An Lan Tú thay đổi rõ rệt. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, hắn không có cảm nhận được gì cả. Diệp Huyên trầm giọng hỏi trong lòng, kiếm tôn tiền bối, người có biết là ai ra tay không? Sau khi trầm lặng một lát, kiếm tôn nói, không biết. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm trang. Không biết, kiếm tôn cũng không biết. Có người đang giết người diệt khẩu. Lúc này, giọng nói của tầng thứ 8 đột nhiên vang lên, bọn họ sắp đến rồi. Bọn họ sắp đến. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối, người có ý gì? Tầng 8 cười nói, xem ra, cô gái váy trắng phía sau ngươi đã gặp phải chuyện gì rồi. Nghe thế, Diệp Huyên chợt hiểu ra. Bọn họ đến đây rồi. Rất có khả năng là người của ngũ duy. Người của ngũ duy sắp đến rồi sao? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đừng chơi ta như vậy chứ. Tứ duy ta còn chưa hiểu được. Tầng 8 đột nhiên cười nói, xem ra, có vài người không nhịn được nữa rồi. Lại nói, người có biết tác dụng thật sự của cái tháp này không? Tác dụng thật sự của tháp này. Diệp Huyên nhíu mày, tác dụng gì? Tầng 8 cười ha ha, người thật sự không biết, người làm chủ tháp, thế mà không biết tác dụng thật sự của tháp này, người làm thế nào sống được? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, tiền bối biết. Tầng 8 nói, người hỏi người khác đi, ta không muốn có chút quan hệ nhân quả nào với ngươi, ngươi giống như là sao chổi, người nào dính vào ngươi người đó xui xẻo. Mẹ kiếp! Diệp Huyên không nhịn được chửi tục một câu, cái gì mà nói hắn giống như sao chổi. Sau khi trầm lặng một lúc, Diệp Huyên đi vào tháp giới ngục, hắn tìm thấy Liên Thiển cô nương, có phải mọi người giấu ta gì đó không? Liên Thiển và Viêm Dạ im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, có lẽ người của ngũ duy đã bắt đầu xuống tay với ta rồi. Người xác định vẫn muốn tiếp tục giấu ta sao? Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người có chắc là muốn biết không? Diệp Huyên nói, chẳng lẽ ta không biết thì sẽ không việc gì sao? Nếu là thế, vậy ngươi đừng nói cho ta biết. Liên Thiển im lặng một lúc, sau đó thấp giọng thở dài, thực ra, tháp này là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Một chiếc chìa khóa? Diệp Huyên nhíu mày, vậy là ý gì? Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết chủ nhân tháp này từng có thân phận gì không? Chủ nhân của tháp giới ngục? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Liên Thiển nói, chủ nhân đã từng được xưng là nhà tiên tri khi ở ngũ duy. Hồi đó, người đứng đầu ngũ duy gặp chủ nhân cũng đều phải quỳ lạy hành lễ. Diệp Huyên nhíu mày, quỳ lạy hành lễ. Liên Thiển gật đầu, trong mắt nàng ta hiện thêm một tia sùng bái, người không tưởng tượng được địa vị của chủ nhân ở ngũ duy cao quý cỡ nào đâu. Diệp Huyên thấp giọng nói, Liên Thiển cô nương, đừng nói với ta rằng chủ nhân của cô bị hãm hại, thân tử đạo tiêu. Sau đó tháp giới ngục trốn thoát, điều này có hơi máu chó nha. Liên Thiển lắc đầu, nếu chủ nhân không muốn chết, không ai có thể giết được y.
Cho dù là mấy người sừng sỏ bất tử bất diệt của Ngũ Duy liên thủ lại thì cũng không giết nổi chủ nhân. Còn về phần rốt cuộc tại sao chủ nhân lại biến mất, tỉ muội bọn ta cũng không biết. Chỉ biết là, y đột nhiên biến mất, mà sau khi y biến mất 100 năm, người của Ngũ Duy bắt đầu thèm muốn những bảo vật mà y từng để lại. Diệp Huyên hỏi, tháp giới ngục. Liên Thiền thấp giọng nói, không chỉ có tháp giới ngục, thứ bọn họ thực sự thèm khát chính là thư viện Vạn Duy do một tay chủ nhân sáng tạo ra. Diệp Huyên hơi nhăn mày, thư viện Vạn Duy, một thư viện ư. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyên, kia không chỉ là một thư viện bình thường, mà còn có lý giải của chủ nhân về vũ trụ, không có người nào ở Ngũ Duy có thể theo kịp. Bên trong thư viện còn có rất nhiều tác phẩm và các loại ghi chép của y. Thần thông võ đạo cũng không thể so sánh được với mấy thứ này. Ngoài ra, bên trong thư viện còn có một vài đồ vật do chủ nhân sáng tạo ra nữa. Nói đến đây, Liên Thiền dừng lại một lát, sau đó lại nói, đạo tắc của bọn ta đều là do chủ nhân tạo ra. Chiếc tháp nhỏ này cũng vậy, còn chúng ta chỉ là một trong những sinh linh mà y tạo ra mà thôi. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, hắn chợt nhận ra chủ nhân của tháp giới ngục này cũng khá ghê gớm đấy. Nếu Liên Thiền không nói dối, vậy chủ nhân của tháp giới ngục này thật sự có thể coi như là một vị thần. Có lẽ thần chân chính trong lòng của hắn chính là như vậy. Liên Thiền nhìn qua Diệp Huyên, chủ nhân không có hứng thú với lợi ích và trường sinh. Cả đời y theo đuổi ý nghĩa chân chính của vũ trụ và nguồn gốc của sinh mệnh. Trước khi biến mất, không ai dám bất kính với y. Cho dù là người đứng đầu Ngũ Duy, mỗi lần đến chỗ chúng ta đều phải kính cẩn lễ phép. Nhưng sau khi y biến mất, những người này bắt đầu ham muốn thư viện Vạn Duy mà y để lại. Nhưng muốn đi vào thư viện Vạn Duy thì phải cần đến chiếc tháp nhỏ này. Không có chiếc tháp nhỏ này thì không ai có thể vào được, bởi vì chủ nhân của thư viện Vạn Duy đã để lại một luật cấm, mà cho dù là mấy vạn năm sau, không ai có thể làm hư hao điều luật này. Diệp Huyên thấp giọng nói, bên trong thư viện Vạn Duy này có những sách gì vậy? Liên Thiền khẽ nói, ta cũng không biết nhiều lắm, bởi vì lúc đó còn nhỏ, tính tình còn ham chơi, căn bản không quan tâm đến mấy thứ này lắm. Sau này lớn lên rồi mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Nói đến đây, vẻ mặt nàng ta trở nên có chút chua xót. Diệp Huyên nhíu mày, vậy tại sao y lại biến mất? Liên Thiền lắc đầu, không biết. Nhưng ta có thể khẳng định là, không có bất kỳ kẻ nào ở Ngũ Duy có thể giết được chủ nhân. Cho dù là chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp cũng không giết được chủ nhân. Đương nhiên, chủ nhân muốn giết ba người bọn họ thì chắc cũng khó. Dù sao ta cũng không chắc lắm, bởi vì ta không biết rõ về sức mạnh thực sự của chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Hơn nữa ta cũng không hiểu biết nhiều thực lực của chủ nhân, bởi ta gần như chưa từng thấy y ra tay bao giờ. Chỉ biết cho dù là người đứng đầu Ngũ Duy khi đó cũng phải kính cẩn lễ phép trước mặt chủ nhân và không dám nói chuyện to tiếng. Nói xong nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chủ nhân nhất định sẽ không chết. Trừ phi y muốn chết. Chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyên tiếp xúc nhiều nhất với cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng mạnh cỡ nào? Hiện tại hắn không có một chút khái niệm gì về chuyện này. Hắn nghĩ rằng nàng ấy có thể giết bất kể người nào với chỉ một kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên Liên Thiền nói, ta chỉ biết là trước khi biến mất y đang nghiên cứu đạo luân hồi. Luân hồi. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiền, là sao? Liên Thiền thấp giọng nói, chủ nhân thích nghiên cứu, ta còn nhớ rõ là trước khi biến mất y đang nghiên cứu đạo luân hồi. Hơn nữa còn viết hai cuốn sách về luân hồi, hình như tên gọi là Luân hồi và Nhân quả và Kiếp trước với kiếp này. Nhưng hình như chưa viết xong y đã biến mất rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi y biến mất, các cô không đến thư viện Vạn Duy của y xem thử sao. Liên Thiền lắc đầu, không vào được, phải có chiếc tháp nhỏ này mới vào được, mà cái tháp bị phá vỡ này đã đưa chúng ta đi khắp nơi trước đó. Nhưng nguyên nhân thật sự là chúng ta đều nghĩ rằng chủ nhân sẽ nhanh chóng trở về thôi, đâu ngờ rằng y vừa biến mất là biến mất hoàn toàn luôn. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói cách khác, ở Ngũ Duy, chiếc tháp bị giỏm này cũng vô cùng quý giá đúng không? Liên Thiền nhìn Diệp Huyên, không có đồ vật nào ở Ngũ Duy có thể so sánh với thư viện Vạn Duy của chủ nhân. Nghe nói trong thư viện Vạn Duy của chủ nhân ở Ngũ Duy có ý nghĩa chân chính của vũ trụ và sinh mệnh, còn có phần cuối của võ đạo.
Diệp Huyên xòe hai tay, sau đó, cách duy nhất để đi vào đang nằm trong tay ta có đúng không? Liên Thiển gật đầu. Diệp Huyên thấp giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta thật sự không hiểu vì sao chiếc tháp này đến được tứ duy, nhưng lại cố tình rơi vào tay ta. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Liên Thiển im lặng. Diệp Huyên cười khổ, nói cách nhìn của cô xem nào. Liên Thiển khẽ nói, có thể không phải là trùng hợp đâu. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Liên Thiển nói, khi những người đó động thủ với thư viện vạn duy của chủ nhân, chúng ta đã để cho chiếc tháp nhỏ này trốn đi, nó cũng biết trốn. Người khác muốn đến tứ duy căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng chiếc tháp vỡ này lại có thể xuyên qua tứ duy và ngũ duy một cách tùy ý. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Liên Thiển nói, bởi vì lệnh cấm của vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy là do chủ nhân thiết lập. Mà chiếc tháp vỡ này không chỉ là chìa khóa của thư viện vạn duy, mà còn là chìa khóa kết nối giữa vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cô gái váy trắng kia không xông vào ngũ duy bởi vì nếu xông vào, nàng ấy phải đối mặt với lực lượng mà chủ nhân đã thiết lập. Mà lúc đó chính là thời điểm mà ngươi nguy hiểm nhất. Hẳn là nàng ấy đang băn khoăn điều này. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, thật ra ta có thể dùng chiếc tháp này dẫn theo nàng ấy cùng nhau tiến vào ngũ duy. Sau đó thì sao? Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, nàng ấy đi đến ngũ duy chắc chắn không thành vấn đề, còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? Hay là ngươi muốn nàng ấy bảo vệ ngươi cả đời, mỗi ngày đều không rời xa ngươi một tấc? Diệp Huyên trầm mặc. Liên Thiển lại nói, so với ngũ duy thì tứ duy càng an toàn hơn đối với ngươi không phải sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, nhưng hiện tại ngũ duy đã bắt đầu ra tay với ta rồi. Liên Thiển im lặng một lát, sau đó nói, theo lời nói của tầng thứ 8, có thể cô gái váy trắng đã gặp phải chuyện gì? Nói xong nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mênh mông, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, sự việc càng ngày càng gay gâu đây. Một lát sau, Diệp Huyên trầm giọng nói, trước tiên cứ mặc kệ ngũ duy đã, phải giải quyết kiếm tông này trước. Kiếm tông? Hiện tại kiếm tông đã để mắt tới hắn, Chi Tịnh này tuyệt đối không phải người cuối cùng. Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, hắn gọi Tiểu Thất, An Lan Tú, còn có Mạc Tà, Kiều Thiên Nhi và Quan Quân cùng đến đại điện. Có thể nói tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều là những người có thực lực cực mạnh của Bắc Cảnh hiện tại. Diệp Huyên nhìn mọi người, có điều gì muốn nói không? Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ngươi không thể ở lại Bắc Cảnh. Mọi người đều nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, Kiều Thiên Nhi lại nói, mục tiêu của bọn họ là ngươi, nếu ngươi ở lại Bắc Cảnh, chắc chắn bọn họ cũng sẽ đến Bắc Cảnh. Bắc Cảnh không chịu nổi đâu, cũng không đúng, cả đại thế giới huyền hoàng đều không chịu nổi mũi nhọn đối phương chĩa vào đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Trận chiến trước đó thiếu chút nữa là hủy diệt cả Thiên Giang Thành. Lúc này, bỗng Tiểu Thất lên tiếng, nếu là rời đi vậy phải đi đâu? Diệp Huyên cười nói, lưỡng giới thiên. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta muốn khuấy đục vũng nước. Mặc dù kiếm tông rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải vô địch. Chỉ bằng cách đến lưỡng giới thiên, ta mới có thể khuấy nước cho đục, sau đó đục nước thả câu. Tiểu Thất thấp giọng nói, có khi nào bọn họ sẽ lấy Bắc Cảnh uy hiếp ngươi không? Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Nếu kiếm tông dùng Bắc Cảnh để uy hiếp Diệp Huyên, vậy thì Diệp Huyên không thể không trở về. Diệp Huyên nói, ta không có lựa chọn. Nói xong hắn đi tới cửa đại điện, sau đó nói tiếp, ta phải đi lưỡng giới thiên, sau đó dùng tháp giới ngục làm đảo lộn thế lực khắp nơi của vũ trụ tứ duy. Bởi vì chỉ có lưỡng giới thiên mới có cường giả có thể chống lại kiếm tông. Tiểu Thất trầm giọng nói, bọn ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên cười nói, loại chuyện dụ địch này để một người làm thì tốt hơn, vả lại ta có thể trốn. Hắn có một kiếm vô lượng, có thể nói, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, ngay cả cường giả như cấp bậc của Chi Tịnh cũng đừng mơ có thể một mình giết được hắn. An Lan Tú đột nhiên hỏi, đại thế giới huyền hoàng phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta đi dụ địch, chỉ cần sự chú ý của bọn họ bị thu hút hết thì sẽ không quan tâm đến đại thế giới huyền hoàng nữa. An Lan Tú nhíu mày, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Mạc Tà đứng một bên cũng khẽ gật đầu, nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, ta ở lại đây cũng nguy hiểm như thế, không phải sao?
Đột nhiên Tiểu Thất nói, ta với ngươi đi đánh lạc hướng. Diệp Huyên lắc đầu, nơi này cần các vị. Như lời hắn nói, Bắc Cảnh hiện tại cần có cường giả chấn giữ. Chỉ có mấy người An Lan Tú ở đây thì hắn mới có thể yên tâm rời đi, nếu không, hắn căn bản không dám rời khỏi Bắc Cảnh. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị dụ địch như thế nào? Diệp Huyên nhếch khóe miệng, mục tiêu của bọn họ là tháp giới ngục, chỉ có dùng chiếc tháp này mới có thể dụ địch của bọn họ được. Nói đến đây, ý cười bên miệng hắn càng ngày càng rõ, bán đấu giá tháp giới ngục. Mọi người, đấu giá tháp giới ngục. Trong điện, vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái. Tiểu Thất đột nhiên nói, chiêu này vẫn có thể dùng sao? Diệp Huyên cười nói, tại sao không thể dùng? Tiểu Thất lắc đầu, những người đó cũng không phải kẻ ngốc. Trước đó ngươi đã bán đấu giá một lần, mà hiện giờ chiếc tháp kia lại quay về tay ngươi, thử nghĩ. Diệp Huyên mỉm cười, không phải ta bán đấu giá. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, ý ngươi là để cho Kiếm Tôn tiền bối bán đấu giá. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy mọi người đều đã hiểu. Nếu là Diệp Huyên đến bán đấu giá, những cường giả đó nhất định sẽ không bị mắc mưu, thậm chí sẽ nghi kỵ Diệp Huyên. Phải biết rằng trước đó Diệp Huyên đã bán đấu giá một lần rồi. Nhưng bây giờ tháp giới ngục lại quay về tay hắn, rồi hắn lại mang ra để bán đấu giá. Đây là trò đùa sao? Vì vậy, một khi Diệp Huyên bán đấu giá một lần nữa, hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Nhưng nếu là Kiếm Tôn đến bán đấu giá, vậy tình huống sẽ không giống vậy nữa. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, cái này được đấy, nhưng mà... Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, có một điều kiện tiên quyết, đó chính là, người của Kiếm Tông không thể giết chết ngươi trong giây lát, cường giả của lưỡng giới thiên không sợ Kiếm Tông, bọn họ dám đối đầu với Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, cho nên ta phải đánh cược. Đánh cược. Nghe thấy lời nói của Diệp Huyên, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Rõ ràng là Diệp Huyên cũng không nắm chắc hoàn toàn. Diệp Huyên cười nói, mọi người đừng coi thường sức hấp dẫn của chiếc tháp này. Đây là thứ có thể dẫn tới vũ trụ ngũ duy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người động tâm. Hơn nữa, ta tin rằng ở vũ trụ tứ duy này, Kiếm Tông không phải là mạnh nhất. Mọi người im lặng. Lúc này, Kiều Thiên Nhi bỗng lên tiếng, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì Kiều Thiên Nhi nói, sợ ta liên lụy tới ngươi à? Diệp Huyên lắc đầu, tất nhiên là không phải, chỉ là... An Lan Tú đột nhiên nói, để Kiều cô nương đi cùng huynh đi. Tiểu Thất cũng gật đầu, để nàng ấy đi cùng ngươi đi, chúng ta ở đây trấn thủ. Bọn họ để Kiều Thiên Nhi đi theo Diệp Huyên không chỉ vì thực lực của Kiều Thiên Nhi không hề kém, mà còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là chỉ số thông minh của Kiều Thiên Nhi rất cao, có thể giúp Diệp Huyên bày mưu tính kế. Vẫn có một vài thời điểm Diệp Huyên rất dễ bị kích động. Thấy mọi người đều tán thành, Diệp Huyên cũng không khăng khăng cố chấp nữa, hắn nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, được, ngày mai chúng ta xuất phát. Kiều Thiên Nhi nhíu mày, ngày mai, ngươi cho rằng Kiếm Tông sẽ cho ngươi nhiều thời gian thế ư? Không phải ngươi nghĩ nhiều đấy chứ? Nói xong nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, chúng ta phải khởi hành ngay bây giờ, bởi nếu ta đoán không lầm. Người của Kiếm Tông đang trên đường tới rồi. Chúng ta phải đến được lưỡng giới thiên khi bọn họ tới Bắc Cảnh, sau đó lợi dụng tháp giới ngục thu hút bọn họ, nếu không đại thế giới huyền hoàng rất có thể sẽ có đại nạn. Diệp Huyên đang định nói chuyện, Kiều Thiên Nhi nói, ta biết ngươi muốn nói lời tạm biệt, nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian, tương lai còn dài. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, được. Nói xong hắn nhìn về phía ba người Tiểu Thất, giao Bắc Cảnh cho mọi người. Nói xong hắn bấm đốt ngón tay, một chiếc bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt đám người An Lan Tú. Nước suối sinh mệnh, quan quân kia cũng có. Diệp Huyên nói, chắc là thứ này sẽ giúp được các cô. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, cẩn thận. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cẩn thận bởi vì ta vẫn chưa muốn chết. An Lan Tú khẽ gật đầu, chờ ngươi quay về. Diệp Huyên gật đầu, mọi người cũng phải cẩn thận, có chuyện gì thì báo cho ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía quan quân tiền bối, nếu tiền bối muốn rời đi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tiền bối đã giúp chúng ta quá nhiều rồi, không nợ nần gì chúng ta cả.
Quan quân nhìn qua nước suối sinh mệnh trước mặt, lắc đầu cười, dù sao thì ta cũng không có nơi nào để đi. Diệp Huyên thật lòng nói, vậy xin đa tạ. Quan quân khẽ gật đầu, lưỡng giới thiên ngọa hổ tàng long, ngươi đừng sơ suất. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Nói xong hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người, bảo trọng. Nói xong hắn và Kiều Thiên Nhi biến mất khỏi đại điện. Hắn không có nói lời từ biệt với Diệp Liên vì giống như lời nói của Kiều Thiên Nhi, hiện tại căn bản không phải lúc chần chờ. Tương lai còn dài. Chỉ chốc lát hai người đã đi vào bên trong tinh không rộng lớn. Mục tiêu, lưỡng giới thiên. Trên đường, đột nhiên Kiều Thiên Nhi nói, kiếm tông đột nhiên xuất hiện và mục tiêu của bọn họ chỉ là tháp giới ngục sao. Diệp Huyên nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, cười nói thế nào nhỉ? Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng nói, bọn họ cho ta cảm giác rằng bọn họ không chỉ đơn giản muốn chiếc tháp này, mà còn nhắm vào ngươi nữa. Diệp Huyên gật đầu, quả thật là bọn họ không chỉ muốn chiếc tháp này. Sắc mặt Kiều Thiên Nhi trầm xuống, vậy thì chuyện này không dễ xử lý đâu. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, tại sao bọn họ lại muốn nhằm vào ngươi? Diệp Huyên lắc đầu. Đây cũng là điều mà hắn muốn biết. Kiếm Tông. Thực ra, hắn có mối quan hệ sâu xa với Kiếm Tông. Trên đường đi, hắn đã gặp khá nhiều Kiếm Tông, đặc biệt hắn vẫn là một trong những tông chủ của Kiếm Tông. Nói một cách công bằng, hắn không muốn trở thành kẻ địch của Kiếm Tông. Nhưng hắn hiểu rõ, mặc dù có quan hệ sâu xa với những Kiếm Tông đó, thế nhưng mọi người đều mạnh ai nấy làm. Nói một cách đơn giản, có những Kiếm Tông có thể làm bằng hữu với hắn, nhưng cũng có một số Kiếm Tông lại là kẻ địch của hắn. Đương nhiên, hắn cũng khá tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu Kiếm Tông. Mà sư tổ của những Kiếm Tông này đều là cùng một người. Diệp Huyên lắc đầu, mặc kệ thế nào đi nữa, hiện tại Kiếm Tông này khẳng định chính là kẻ địch. Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, việc cần làm bây giờ chính là nắm được thực lực thật sự của Kiếm Tông. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, ta liên lạc với thần điện chút. Nói xong hắn lấy đá truyền âm ra bắt đầu truyền âm. Chỉ chốc lát, một giọng nói truyền ra từ đá truyền âm, có chuyện gì? Là giọng nói của Chu Tà Nhi. Diệp Huyên cười nói, Chu cô nương, ta còn đang nghĩ chắc ngươi sẽ không nghe đâu. Chu Tà Nhi lạnh nhạt nói, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi. Diệp Huyên cũng không cợt nhả nữa, nghiêm túc nói, Chu cô nương, ta đã biết lai lịch của những người đuổi giết ta lúc trước rồi. Bọn họ đều đến từ một thế lực gọi là Kiếm Tông. Mà thế lực này ở kiếm khư giới gì đó, thần điện các vị có biết bọn họ không? Sau khi im lặng một lúc, Chu Tà Nhi mới nói tiếp, bọn ta cũng vừa mới tra được một chút, thế lực này cực kỳ thần bí. Bọn họ gần như chưa từng xuất hiện ở vũ trụ tứ duy, ít nhất là một vạn năm gần đây chưa từng hiện thân. Nhưng bọn họ từng xuất hiện một lần cách đây một vạn năm về trước, mà hình như lần đó bọn họ đi ra tìm người. Sau đó không thấy bọn họ xuất hiện nữa. Nói đến đây nàng ta dừng lại một chút, sau đó lại nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuy thế lực này ít xuất hiện trong mắt người đời, nhưng thực lực của bọn họ chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Dưới tình hình bọn họ đã biết sau lưng ngươi còn có cô gái váy trắng kia mà vẫn dám đến tìm ngươi, điều này chứng minh bọn họ căn bản không hề sợ cô gái váy trắng sau lưng ngươi. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, có thể không phải vì bọn họ không sợ. Cũng có thể do bọn họ không biết. Không biết. Thực lực của Liên Thiển không phải dạng đặc biệt mạnh, nhưng kiến thức của nàng ta người bình thường không thể so sánh được. Nàng ta biết cường giả của ngũ duy mạnh nhường nào, cho nên nàng ta sẽ so sánh cô gái váy trắng với cường giả ngũ duy. Mà kết quả là, cho dù cô gái váy trắng đã tới ngũ duy, thì cũng là người đứng đầu giỏi nhất. Có lẽ chỉ có những tồn tại thời xa xưa trong truyền thuyết của ngũ duy mới có thể đấu với nàng ấy. Mà vũ trụ tứ duy, người có thể chống lại cô gái váy trắng chính là chủ nhân của hai thanh kiếm khác trên đỉnh tháp. Nhưng xem ra trước mắt hai thanh kiếm đó và Diệp Huyên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Lúc này đá truyền âm trước mặt Diệp Huyên lại vang lên giọng nói của Chu Tà Nhi, còn về những thông tin khác của Kiếm Tông bọn ta vẫn còn đang điều tra, có gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, đa tạ, Chu Tà Nhi không nói gì nữa. Diệp Huyên thu hồi đá truyền âm, hắn ngẩng đầu ngước nhìn về phía cuối tinh không, đường tương lai không có dễ đi đâu.
Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên mỉm cười, nhưng ta không còn sự lựa chọn, Kiều cô nương, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người đã biến mất ở phía cuối tinh không rộng lớn. Lưỡng giới thiên. Càng tới gần lưỡng giới thiên, Diệp Huyên biết hắn cách ngũ duy càng gần. Ngũ duy. Thật ra hắn rất tò mò về vũ trụ ngũ duy vì dù sao đó cũng là một vũ trụ cao hơn tứ duy. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc vũ trụ kia là cái dạng gì. Đương nhiên, trong lòng hắn là từ chối đi vào bên trong. Hắn thật sự không muốn sống một cuộc sống bị đuổi giết. Hai ngày sau, Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi cách lưỡng giới thiên càng gần hơn. Trong thời gian này, hai người cũng không gặp phải sự đe dọa nào, Kiếm Tông cũng không phái người đến cản trở hắn, nhưng càng là như thế, hai người càng thêm cảnh giác đề phòng. Trên đường đi, đột nhiên Kiều Thiên Nhi nói, có thể để thần điện giúp thả tin tức ra. Diệp Huyên nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, bán đấu giá tháp giới ngục. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có hơi sớm quá không? Kiều Thiên Nhi lắc đầu, người đừng coi thường cường giả của lưỡng giới thiên, nếu ta đoán không lầm thì bọn họ đã biết ngươi tới đây rồi đấy. Nhưng có thể bọn họ vẫn chưa biết mục đích ngươi đến lần này là gì, cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ chính là để bọn họ biết mục đích của ngươi, như vậy mới có thể khiến cho một vài người tạm thời buông tha việc nhắm vào ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Nói xong hắn lấy đá truyền âm ra kết nối với Chu Tả Nhi. Đối với mấy chuyện cấp bách này, Chu Tả Nhi không từ chối mà trực tiếp đồng ý. Rất nhanh, tin tức Diệp Huyên đi đến lưỡng giới thiên bán đấu giá chí bảo ngũ duy nhanh chóng lan truyền. Tất nhiên, thần điện truyền ra chính là Kiếm Tôn bán đấu giá, còn Diệp Huyên chỉ là tới trợ giúp. Rất nhiều người đã biết Diệp Huyên đi theo. Lưỡng giới thiên cũng bắt đầu không còn yên bình nữa. Ở một mảnh tinh vực vị chi, hai người phụ nữ chậm rãi đi tới, hai người đi rất nhanh, trong lúc đó hai người đã xuyên qua không biết bao nhiêu lỗ đen thần bí. Trong đó có một người phụ nữ chính là A Liên. Cuối cùng, sau khi xuyên qua một lỗ đen, người phụ nữ bên cạnh A Liên dừng lại, nàng ta nhìn về phía cách đó không xa, lập tức tới ngay. A Liên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, cách đó không xa, một nhóc con lông nhung màu trắng đang khua khua móng vuốt, giống như đang luyện một loại công phu nào đó, rất nhịp nhàng. Cùng lúc đó, nhóc con còn đang lẩm bẩm trong miệng, ha, hự, hự ha, hự ha, hự hự ha ha. Người phụ nữ bên cạnh A Liên cười nói, nó đang luyện một loại công phu gì đó của quê hương, quên gọi là cái gì rồi. Công phu. A Liên nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, công phu gì? Người phụ nữ mỉm cười, liêm xương của quê hương, nó rất say mê. Liêm xương. A Liên lắc đầu cười, nàng ta nhìn nhóc con ở phía xa, mà lúc này, tên nhóc kia cũng nhìn về phía nàng ta. Ngay sau đó ánh mắt của tên nhóc kia sáng lên, sau đó vội vàng chạy về phía A Liên. Ngay lập tức, tên nhóc kia đã bay đến trước mặt A Liên, nó lấy trán cọ cọ vào cằm A Liên, vô cùng thân thiết. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau A Liên, đến rồi à. Nghe vậy, thân thể A Liên khẽ run lên. Lưỡng giới thiên là một thế giới do vô số cường giả tạo ra, nói đúng hơn thì đây là một thông đạo đi đến vũ trụ ngũ duy. Để mở ra thông đạo này, các cường giả đã phải hy sinh vô số người từ đời này đến đời khác. Bởi thế, lưỡng giới thiên được xưng là nấm mồ giữa hai vũ trụ. Nơi này là nơi quy tụ cuối cùng của vô số cường giả ở vũ trụ tứ duy. Rất nhiều cường giả tứ duy đã đến được đây, sau đó ngã xuống ở đây, cứ lặp đi lặp lại từng đời như thế, hình thành một vòng tuần hoàn. Bởi vì đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ ai vào được ngũ duy. Ngũ duy, đây là niềm hy vọng của vô số cường giả, nhưng cũng là nỗi tuyệt vọng của bọn họ. Bao nhiêu năm trôi qua, biết bao người tài đặt chân đến đây. Nhưng cuối cùng vẫn hóa thành bụi trần. Mà bây giờ vũ trụ tứ duy xuất hiện một bảo vật ngũ duy. Tháp giới ngục. Người có được vật ấy, sẽ ung dung bước vào được ngũ duy. Những cường giả sắp sửa tuyệt vọng này lại cháy rực lên ngọn lửa hy vọng. Không cần ngoại vật. Tự dựa vào sức mình để xông vào ngũ duy. Đó sẽ là suy nghĩ của những nhân tài chưa lâm vào cảnh tuyệt vọng. Còn những cường giả đã trải qua tuyệt vọng thì tháp giới ngục này chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sự xuất hiện của tháp giới ngục tựa như khúc gỗ xuất hiện trước mặt người đang đuối nước.
Hơn nữa, tháp giới ngục đến từ ngũ duy, và cũng là đường tắt duy nhất để cường giả tứ duy tiến vào ngũ duy. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trên tầng mây, Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi chậm rãi cất bước đi. Trước mặt hai người không xa, khoảng chừng ngàn trượng về trước là một cánh cửa hư huyễn. Lưỡng giới môn. Đi qua cánh cửa này chính là lưỡng giới thiên. Mà ngưỡng thềm của cánh cửa này rất cao, chỉ ít phải đạt đến địa tiên mới bước qua được. Thế nhưng hôm nay, cánh cửa này lại bỗng dưng mở toang. Kiều Thiên Nhi ở cạnh Diệp Huyên khẽ nói, xem ra cường giả lưỡng giới thiên rất hoan nghênh ngươi. Diệp Huyên cười bảo, đâu phải ta đến tay không đâu. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, qua cánh cửa này, không sống thì chính là chết, đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên dừng bước lại, hắn hỏi ngược lại, không vào thì sao? Kiều Thiên Nhi cười bảo, vẫn vậy thôi. Diệp Huyên trợn tròn mắt, vậy cô còn nói nữa. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên một lượt, trong mắt có chút phức tạp, muốn nghe thử cái nhìn của ta với ngươi không? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Kiều Thiên Nhi lại bảo, từ đầu khi mới điều tra ngươi, ta phát hiện ra một điều rất thú vị. Diệp Huyên có hơi ngạc nhiên, chuyện gì thú vị? Kiều Thiên Nhi đáp, một đời của ngươi, không phải là đang chiến đấu, mà là vừa đi vừa đấu. Diệp Huyên. Kiều Thiên Nhi bỗng nhiên lắc đầu cười, ngươi sống thật sự rất khổ. Diệp Huyên khẽ thở dài, không phải rất khổ thôi đâu, lúc trước còn suýt chút nữa bị cô giết chết mà. Kiều Thiên Nhi cười, không hận ta à? Ban đầu tất nhiên là có hận, nhưng bây giờ cô là bạn ta mà, không phải sao? Bạn. Kiều Thiên Nhi khẽ cười, bạn à? Diệp Huyên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Kiều Thiên Nhi nhìn hắn, ở trên đời này, người có thể đánh bại ngươi thường là người thân nhất, hoặc là bạn bè của ngươi. Diệp Huyên cười, thế nhưng trên đời này, người có thể tạo động lực cho cô, giúp đỡ cô, cũng thường là người thân nhất, hoặc là bạn bè của cô, không phải à? Kiều Thiên Nhi cười đáp, tâm thái của ngươi không tệ. Đương lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa. Diệp Huyên, Kiều cô nương, nếu bây giờ cô rời đi thì chắc là vẫn còn kịp đấy. Kiều Thiên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bây giờ đang muốn xúi bậy ta đấy à? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó cùng Kiều Thiên Nhi vào lưỡng giới môn. Không có bất kỳ ai ngăn cản. Chốc lát sau, hai người xuất hiện trong một thông đạo không gian không thấy điểm cuối. Mà lưỡng giới môn phía sau hai người đã đóng lại. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt hai người, vóc dáng lão gầy gò, có thể dùng từ trơ xương để hình dung, lưng có hơi khòm, ánh mắt lấp lóe, tạo cảm giác vô cùng không tốt cho người khác. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên mà không nói lời nào. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, tiền bối là. Ông lão khàn giọng đáp, có thể cho ta xem bảo vật ngũ duy kia một chút được không? Ta chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không cướp. Diệp Huyên cười nói, tất nhiên là được. Vừa dứt lời, kiếm tôn đã xuất hiện bên cạnh hắn, ông ta nhìn về phía ông lão, người muốn xem. Ông lão nhìn kiếm tôn, nhếch miệng nở nụ cười. Miệng đầy răng vàng, kiếm tôn. Ta không sợ ngươi. Chưa nói hết câu, kiếm tôn đã bỗng nhiên ra tay. Một tia hàn quang lao đến trước. Ông lão đột nhiên khẽ vươn tay phải về phía trước rồi nắm chặt lại, lập tức bắt được sợi kiếm quang đang lao đến, nhưng bấy giờ lại có thêm một tia kiếm quang khác lao đến. Ông lão nắm kiếm quang đâm về phía trước một cái. Ầm, kiếm quang nổ tung, kiếm tôn cùng ông lão đồng thời lui lại chừng 10 trượng. Ông lão răng vàng nhìn kiếm tôn rồi cười gằn, kiếm tôn, hình như ngươi chẳng tiến bộ thêm được gì. Kiếm tôn vô cảm, lão răng vàng kia, sau khi ra ngoài, chúng ta quyết đấu sinh tử thử xem. Quyết đấu sinh tử. Lão răng vàng siết chặt tay phải lại, kiếm tôn, mục đích của ta chỉ là bảo vật ngũ duy này. Kiếm tôn nhìn lão răng vàng, ngươi có thực lực giữ nó sao? Lão răng vàng híp hai mắt lại. Đang định nói chuyện thì đúng lúc này Diệp Huyên lại xen ngang vào, các hạ chỉ đơn thuần muốn nhìn thử thôi. Lão răng vàng nhìn về phía Diệp Huyên, được không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tất nhiên là có thể rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm tôn truyền âm huyền khí, người này không phải kẻ hiền lành gì, cần phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Kiếm tôn gật đầu, cẩn thận. Nói xong, ông ta trở về tháp giới ngục. Thật ra lần này ông ta đến chỉ để gặp mặt chút thôi,
để người ta biết rằng lần này đến bán đấu giá tháp giới ngục là kiếm tôn ông ta. Sau khi kiếm tôn biến mất, Diệp Huyên nhìn về phía lão răng vàng, hắn cười cười, sau đó xòe tay, tháp giới ngục hiện lên giữa lòng bàn tay hắn. Lão răng vàng nhìn chằm chằm vào tháp giới ngục. Diệp Huyên hơi đẩy tay, tháp giới ngục bay thẳng đến trước mặt lão răng vàng, lão ta sững người. Kiều Thiên Nhi liếc nhìn Diệp Huyên nhưng không nói gì. Diệp Huyên cười bảo, các hạ có thể xem cho kỹ. Lão răng vàng do dự một lúc, sau đó vẫn nắm chặt lấy tháp giới ngục khẽ run lên, một lát sau, sắc mặt lão răng vàng nghiêm lại. Một hồi sau, lão răng vàng nhìn về phía Diệp Huyên, người không sợ ta cướp đi à? Diệp Huyên cười đáp, nếu các hạ thích thì cứ việc lấy đi. Lão răng vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người trẻ tuổi, kiên quyết lắm, cũng rất quả đoán, chẳng trách người có thể sống đến tận bây giờ. Nói xong, lão ta búng tay một cái, tháp giới ngục bay về đến trước mặt Diệp Huyên. Lão ta tất nhiên sẽ không cướp tháp giới ngục đi. Bởi vì một khi lão ta cướp đi thì sẽ trở thành cái bia mọi người cũng chĩa mũi tên về. Thứ này đúng là rất dễ cướp đi, nhưng vấn đề sau khi lấy đi mới là thứ cần phải suy nghĩ. Có mạng để cướp, nhưng không có mạng để dùng. Lão răng vàng lại nhìn Diệp Huyên lần nữa, sau đó xoay lưng rời đi. Kiều Thiên Nhi ở cạnh Diệp Huyên khẽ nói, lão ta đúng là tự biết lượng sức mình. Diệp Huyên cười bảo, bọn họ ai cũng biết thứ này nóng phỏng tay mà. Phỏng tay. Rất nhiều người đều muốn có tháp này, thế nhưng không ai ngu ngốc cả, họ đều biết đây là ngọn lửa nóng phỏng tay, ai có được, người đó xui xẻo. Thế nhưng bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Vì thế hiện tại người gặp khó khăn không phải là Diệp Huyên, mà là cường giả ở lưỡng giới thiên. Một lát sau, Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi tiếp tục tiến lên. Lần này không còn ai ra ngăn cản nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã đến được cuối thông đạo, một mảng ánh sáng trắng bao phủ lấy hai người Diệp Huyên, rồi sau đó họ biến mất không thấy đâu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi đến trước một tòa thành. Thành không lớn, nhìn từ bên ngoài thì được chia thành một tòa lớn một tòa nhỏ, hơn nữa tòa thành này còn có chút đơn sơ, đều được xây từ đá tảng, vô cùng đơn giản. Lưỡng giới thành. Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi đi về phía lưỡng giới thành, vừa tới trước cửa thành, một cô gái bỗng bay đến từ phía xa xa, cô gái mặc một bộ váy dài màu mực, tóc xõa ngang vai, lúc đi ung dung tự tại, trông rất có khí chất thanh nhã. Cô gái bước nhanh đến trước mặt hai người Diệp Huyên, nàng ta khẽ mỉm cười, hai vị, tự giới thiệu một chút, tại hạ là Tích Tử Tình, đến đây muốn giao dịch một chút. Giao dịch? Diệp Huyên cười nói, Tích cô nương muốn đến mua tháp à? Tích Tử Tình lắc đầu nở nụ cười, Diệp Vương cứ nói đùa. Thần vật cỡ đấy sao chúng ta có thể mua được, lần này đến tìm Diệp Vương là muốn giao dịch một chuyện thôi. Diệp Huyên hỏi, giao dịch gì? Tích Tử Tình cười bảo, không phải Diệp Vương muốn đấu giá thần vật này sao? Chúng vừa vặn có nơi phù hợp tổ chức, hơn nữa còn có thể giúp Diệp Vương tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn. Dù sao bán đấu giá thần vật cỡ này cũng cần một hiện trường thích hợp. Ngoài ra, chúng ta có thể hỗ trợ một ít cho Diệp Vương trong khả năng của mình, ví như Diệp Vương vừa đến chưa quen chốn này, chúng ta có thể giúp Diệp Vương nhanh chóng tìm hiểu địa hình nơi đây, ta nghĩ Diệp Vương hẳn cũng cần. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cô nói có lý, vậy ta phải trả giá cái gì? Tích Tử Tình khẽ mỉm cười, Diệp Vương, chúng ta vào thành nói chuyện nhé. Diệp Huyên gật đầu, được. Tích Tử Tình nhìn lướt qua bốn phía, nàng ta chắp tay, chư vị. Thương hội Vân Mộng chúng ta không có ý gì với bảo vật này, chỉ đơn thuần muốn hợp tác với Diệp Vương, giúp hắn đấu giá vật này. Kính xin chư vị nể tình Thương hội Vân Mộng ta. Bốn phía không có ai trả lời. Tích Tử Tình khẽ mỉm cười, đa tại. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương, mời. Diệp Huyên gật gật đầu. Cứ thế, Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi đi vào trong thành, trên đường cái vô cùng vắng vẻ. Bởi vì chỉ có ba người bọn họ đi. Diệp Huyên hỏi, bình thường cũng không có ai sao? Tích Tử Tình cười nói, có ít người lắm, bởi vì bọn họ rất bận. Tất nhiên bây giờ thì ngược lại, có rất nhiều người ở đây, nhưng bọn họ không hiện thân thôi, Diệp Vương hiểu mà. Diệp Huyên cười, đã rõ. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi bảo, vậy bây giờ thế lực mạnh nhất ở đây là...
Thích Tử Tình suy nghĩ một chút rồi đáp, khó nói lắm, hơn nữa phải sửa lại cho Diệp Vương một chút, người ở đây cơ bản là đơn thân độc mã, rất ít khi liên thủ với nhau. Hơn nữa mục tiêu của mọi người đều là ngũ duy, nên có rất ít lợi ích cần cạnh tranh. Đương nhiên hiện tại không giống với lúc trước. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương thân mang bảo vật, là đối tượng ai cũng quan tâm đến, vì thế Diệp Vương phải có chuẩn bị tâm lý trước mới được. Diệp Huyên. Chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta đã chuẩn bị tâm lý kỹ lắm rồi. Trước khi đến đây hắn đã biết chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào rồi. Là dê vào hang sói. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, tất nhiên, hắn có thể chọn bỏ trốn, có nhất kiếm vô lượng, cho dù là kiếm tông cũng e là khó mà tìm đến gây sự với hắn được. Thế nhưng vấn đề là hắn không thể trốn. Những người này nếu không tìm được hắn thì chắc chắn cũng sẽ ra tay với những người bên cạnh hắn. Lúc ấy, bọn họ sẽ không còn tuân theo cái gì mà kiêu ngạo của cường giả. Hắn chỉ có thể đến thu hút hỏa lực thôi. Chốc lát sau, ba người đã đến trung tâm thành, trước mặt cả ba là một tòa kiến trúc hình tròn, bên trên không có nóc nhà, chỉ cần ngẩng đầu là thấy bầu trời. Mà hai bên được xây thành từng dãy phòng bao riêng biệt. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía. Nơi này rất lớn, lại thêm bố cục của tòa kiến trúc, có thể nói là một nơi vô cùng thích hợp để tổ chức đấu giá. Tích Tử Tình cười nói, Diệp Vương, biết cậu đến nên chúng ta đã dụng tâm quét tước lại nơi này, cậu thấy được không? Diệp Huyên nhìn về phía Tích Tử Tình, Tích cô nương, Thương hội Vân Mộng các cô có thể đảm bảo được cuộc đời của ta an toàn không? Tích Tử Tình lắc đầu, xin lỗi, không thể. Tình huống của Diệp Vương khá đặc biệt, mà nơi này cũng rất đặc biệt. Chúng ta không có cách nào để đảm bảo cho bất kỳ ai an toàn được, bao gồm cả chính chúng ta. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nguy hiểm đến thế sao? Tích Tử Tình cười nói, nơi này là chỗ an toàn nhất vũ trụ tứ duy, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất của vũ trụ tứ duy. Diệp Vương, cậu định đấu giá khi nào? Diệp Huyên cười nói, có thể tuyên truyền thêm được không? Tích Tử Tình trầm giọng nói, theo chúng ta biết thì người nên đến đều đã đến. Hiện tại mọi người đều đang chờ cậu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Tích cô nương các cô cũng đang chờ sao? Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Vương, chúng ta muốn biết một số chuyện, thế nhưng chúng ta lại không có tâm tư nào khác với cái tháp này. Nó tuy tốt, nhưng không phải thứ người bình thường có thể hưởng được. Diệp Huyên gật đầu, ba ngày sau sẽ bắt đầu, được không? Tích Tử Tình do dự một lát rồi gật đầu, được. Chúng ta sẽ tranh thủ 3 ngày cho Diệp Vương, thế nhưng chỉ có thể là 3 ngày thôi, bởi vì e là có rất nhiều người không đợi nổi nữa, cũng mong Diệp Vương thông cảm cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, cảm ơn. Hắn biết rõ, hiện tại xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn, những người này sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tích Tử Tình khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Xung quanh chỉ còn lại Diệp Huyên và Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, tình huống này e là còn bết bát hơn so với chúng ta tưởng. Diệp Huyên cười nói, ta đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Kiều Thiên Nhi trầm mặc. Diệp Huyên lấy đá truyền âm ra, viên đá hơi rung lên, một lát sau, nó vang lên giọng nói của Chu Tả Nhi, đã nhận được tin tức, người của Kiếm Tông đang chạy đến lưỡng giới thiên, cẩn thận. Đến rồi. Diệp Huyên thu tháp giới ngục lại. Hắn nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, Kiều cô nương, nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng đừng ra tay. Hắn biết rõ những người bản thân sắp đối mặt này không phải là hạng Kiều Thiên Nhi có thể đối kháng được. Chỉ cần Kiều Thiên Nhi ra tay, chắc chắn sẽ chết. Kiều Thiên Nhi trầm mặc. Nàng ta tất nhiên cũng biết rõ điều này. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đây là nhẫn chứa đồ của huyết tổ. Diệp Huyên cười nói, Kiều cô nương, kiến thức của cô rộng rãi, có biết cách nào mở nhẫn này ra không? Kiều Thiên Nhi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhận nhẫn rồi quan sát, một lát sau, nàng ta khẽ nói, nhẫn này có cấm chế. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Kiều Thiên Nhi nghiên cứu một lát rồi lắc đầu, không có cách nào. Diệp Huyên có hơi bất đắc dĩ, nhẫn chứa đồ của huyết tổ này chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, nhưng lại không mở ra được. Điều này khiến lòng hắn ngứa ngáy vô cùng. Kiều Thiên Nhi trả nhẫn chứa đồ lại cho Diệp Huyên, tại sao phải là 3 ngày?
Diệp Huyên cười nói, muốn kéo dài thời gian một chút. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên, có cách nào liên lạc với cô gái váy trắng không? Với tình hình như bây giờ, chỉ có cô gái váy trắng là có thể giải vây. Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái váy trắng. Hắn cũng đã lâu rồi chưa gặp lại nàng ấy. Sắc mặt Kiều Thiên Nhi trầm lại. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, cũng không thể cái gì cũng dựa vào nàng ấy được, đúng không? Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt khá là phức tạp. Bỗng, nàng ta phát hiện Diệp Huyên thật ra cũng rất thảm, không chỉ kẻ địch ngày càng nhiều, mà còn ngày càng mạnh. Hiện tại hắn phải đối mặt với những kẻ địch toàn là cường giả đứng đầu vũ trụ tứ duy. Ngoài ra, vũ trụ ngũ duy cũng đang quan sát hắn. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, kiếp trước ngươi đã tạo nghiệt gì thế? Diệp Huyên. Kiều Thiên Nhi nói, ta phải đi làm quen lưỡng giới thành một chút, ngươi cẩn thận đấy. Nói xong, nàng ta biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hấp thu. Những sách cổ lấy được từ thần điện trước kia hắn vẫn chưa tiêu hóa hết, hiện tại cần phải hiểu cho tận những phần còn lại. Tất nhiên không thể vội vàng được, có thể tiêu hóa được bao nhiêu thì cứ tiêu hóa bấy nhiêu. Thời gian từng chút trôi qua. Buổi đấu giá ngày càng cận kề, mà khoảng thời gian này cả tòa lưỡng giới thành vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ kẻ nào đến tìm Diệp Huyên gây chuyện. Bình tĩnh đến kỳ lạ. Buổi tối ngày thứ hai, Tích Tử Tình đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ mỉm cười, Diệp Vương đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Huyên cười đáp, rồi. Tích Tử Tình gật đầu, trước khi đấu giá, chúng ta muốn nói chuyện với Diệp Vương. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nói cái gì? Tích Tử Tình bảo, chúng ta muốn tìm hiểu một chút về bảo vật này, muốn biết một chút về vũ trụ ngũ duy, tất nhiên, để báo đáp lại, chúng ta có thể giúp đỡ Diệp Vương một số việc vặt. Diệp Huyên hỏi, giúp gì? Tích Tử Tình trầm giọng nói, ví như chúng ta có thể nói cho Diệp Vương biết nơi này có cường giả nào, thực lực ra làm sao, người nào sẽ tạo nguy hiểm lớn nhất cho Diệp Vương, vân vân. Diệp Huyên lắc đầu, với ta mà nói, những điều này đều vô dụng cả. Bởi vì kẻ địch của ta là tất cả mọi người, và ai cũng có uy hiếp rất lớn với ta. Tích Tử Tình im lặng. Diệp Huyên nói, Tích cô nương, ta cần các cô giúp ta điều tra về Kiếm Tông. Kiếm Tông? Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyên, cậu biết Kiếm Tông à? Diệp Huyên cười bảo, xem ra Tích cô nương cũng biết Kiếm Tông. Tích Tử Tình trầm giọng nói, bọn họ cũng tới. Diệp Huyên gật đầu, ta có được tin tức. Bọn họ đã tới. Tích Tử Tình thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Tích Tử Tình nhẹ giọng đáp, không ngờ rằng Kiếm Tông cũng xuống núi rồi. Trong vũ trụ tứ duy này, hiện nay đã biết có được mấy chục tông lấy danh Kiếm Tông, mà tất cả đều cùng cội nguồn, tổ sư của bọn họ cũng đều là một người. Thế nhưng bọn họ lại làm theo ý mình, căn bản không hề liên lạc với nhau. Mà Kiếm Tông mạnh nhất chính là Kiếm Khư giới kia. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, mạnh đến mức nào? Tích Tử Tình liếc nhìn Diệp Huyên, không đáp. Diệp Huyên cười nói, cứ nói đi, ta chịu được mà. Tích Tử Tình khẽ nói, rất mạnh, mạnh đến mức phi lý. Diệp Huyên im lặng. Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyên, theo ta được biết, phía sau Diệp Vương có hai vị cường giả siêu cấp, nếu cả hai cô gái này xuất hiện, hẳn là có thể đối đầu được với Kiếm Tông này. Còn tự thân Diệp Vương thì... Nói đến đây, nàng ta hơi dừng lại rồi tiếp lời, tạm thời không thể đối kháng với bọn họ, tất nhiên Diệp Vương kỳ tài ngút trời, trong tương lai, chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ ai. Chỉ là hiện tại, Diệp Vương còn quá trẻ tuổi, vẫn cần thêm thời gian. Diệp Huyên cười nói, Tích cô nương đúng là biết nói chuyện. Tích Tử Tình trầm giọng nói, Diệp Vương muốn biết thông tin về Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tích Tử Tình đang định nói chuyện thì bỗng, nàng ta nhíu khẽ mày lại, bọn họ đến rồi. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng xuất hiện từng luồng thần thức, thế nhưng chẳng mấy chốc, đám thần thức ấy đã biến mất không còn thấy đâu. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, ai? Tích Tử Tình trầm giọng nói, ba huynh đệ nhà họ Tiết, ba người là ba bào thai, tâm linh thương thông, thực lực mạnh mẽ. Ba người liên thủ lại, rất mạnh. Diệp Huyên cười bảo, hẳn là còn rất nhiều người nữa. Tích Tử Tình gật đầu, nhiều lắm, chúng ta có lẽ đã đến hơi sớm.
Diệp Huyên gật đầu, vậy thì sớm thôi. Tích Tử Tình bỗng đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn rồi dùng huyền khí truyền âm, Diệp Vương, cậu nên biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, buổi đấu giá này có lẽ sẽ không thuận lợi đâu. Mà nếu muốn suôn sẻ hoàn thành, điều kiện tiên quyết phải là Diệp Vương có đủ thực lực, đủ mạnh mẽ. Nếu không, sau đấy có lẽ sẽ phát sinh nhiều điều ngoài ý muốn, bởi vì có vài người sẽ không nói chuyện đàng hoàng với Diệp Vương đâu. Điều này Diệp Vương phải hiểu. Diệp Huyên nói, ý cô là có thể sẽ có người diệt khẩu ta. Tích Tử Tình gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên trầm mặc. Tích Tử Tình nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương có hậu chiêu chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, chờ đi. Nói xong, hắn đã biến mất. Thập giới ngục. Sau khi Diệp Huyên trở lại tháp giới ngục, hắn đi thẳng đến tầng thứ 8. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta giao dịch nhé. Tầng 8 cười bảo, không làm. Thật ra ta còn muốn ngươi chết hơn so với bất kỳ ai, chẳng qua là ta không thể tự tay giết ngươi thôi. Cũng không hẳn, phải là không dám giết ngươi. Gã quả thật không dám giết Diệp Huyên. Giết Diệp Huyên, đoạt bảo vật ngũ duy. Nhân quả này quá lớn. Cho dù là cường giả cấp bậc cỡ gã cũng không gánh vác được. Vì thế, gã cần phải mượn tay người khác giết Diệp Huyên. Gã có thể nhìn thấy được nhân quả trên người Diệp Huyên, thế nhưng đám cường giả tứ duy này lại không thấy được. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, tiền bối, nếu ta chết đi, có lẽ cũng không có gì tốt đẹp cho người đâu. Tầng 8 cười, vì sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nếu ta chết, tháp này lại thành vật vô chủ rồi. Tầng 8 nói, đúng là vật vô chủ, nhưng ngươi cảm thấy đám run rế ngoài kia có thể tranh lại được ta. Diệp Huyên cười bảo, tất nhiên là không, nhưng tiền bối vô địch à. Tầng 8 lại cười, ý ngươi là cô gái váy trắng phía sau ngươi. Yên tâm, ngươi vừa chết, ta lấy được tháp này rồi sẽ lập tức chạy về vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên lắc đầu, cũng không phải là nàng ấy, hình như tiền bối quên mất rồi. Trong tháp này còn một người nữa. Tầng 9. Nói đến đây, Diệp Huyên nhếch miệng cười, tiền bối, người nói đi, tầng 9 này có nghĩ giống với người không nhỉ? Ta vừa chết, người thu vật này, hắn giết người, cuối cùng hắn sẽ không phải chịu nhân quả gì cả. Người cảm thấy có khả năng đó không? Tầng 8 im lặng. Mục đích của tầng 8 rất rõ ràng, chính là làm bọ ngựa bắt ve. Gã không muốn giết Diệp Huyên, hoặc phải nói là không dám. Bởi vì gã vô cùng kiêng kỵ người sau lưng Diệp Huyên. Thế nhưng gã không muốn từ bỏ cái tháp này. Cách tốt nhất là để người khác giết chết Diệp Huyên, sau đó gã giết người đó. Nếu thế, bảo vật sẽ đến tay mà không mang theo bất cứ nhân quả nào. Thế nhưng như Diệp Huyên nói, gã đã quên mất một điều. Đó là trong tháp giới ngục này vẫn còn một tầng 9. Tầng 9 đã tỉnh chưa? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối, ta có một cách này hay hơn, người có muốn nghe không? Tầng 8 bảo, nói nghe xem. Diệp Huyên cười, còn một cách nữa, chính là đưa tháp này cho người khác, sau đó người giết kẻ đó, như vậy người cũng sẽ không bị gieo nhân quả vào thân mà đúng không? Hơn nữa ta không chết, người sau lưng ta cũng sẽ không đến tìm người. Tầng 8 đáp, vấn đề là, người thật sự đồng ý giao vật này ra. Diệp Huyên phẩy phẩy tay, ta còn lựa chọn nào khác à? Tầng 8 im lặng. Nếu Diệp Huyên giao ra vật này ra, vậy hắn sẽ không còn liên quan gì đến cái tháp này nữa. Diệp Huyên lại nói, tiền bối chủ yếu là muốn có tháp này, chứ không hẳn muốn ta chết, đúng không? Tầng 8 đáp, ta với ngươi không thù không oán, tại sao phải muốn ngươi chết? Diệp Huyên gật đầu, đã thế ta và tiền bối không cần phải thành kẻ địch của nhau, đúng không? Tầng 8, người thật sự đồng ý từ bỏ cái tháp này. Người phải biết tháp này có ý nghĩa như thế nào mà. Diệp Huyên cười bảo, mạng hay tháp quan trọng hơn. Tầng 8 cũng cười đáp, tất nhiên là mạng quan trọng hơn, chỉ cần ngươi còn sống, sẽ có rất nhiều cơ hội. Diệp Huyên hỏi, vậy chẳng phải là ổn thỏa hết rồi sao? Tầng 8 im lặng một lát rồi hỏi, vậy tại sao ta phải giúp ngươi? Nếu ta không giúp thì ngươi cũng phải giao vật này ra thôi. Không phải à? Diệp Huyên khẽ đáp, vậy phải xem tiền bối có bằng lòng kết thiện duyên với ta hay không đã. Tầng 8 im lặng. Chừng một phút sau, tầng 8 bỗng lên tiếng, một lần.
Diệp Huyên cười, đủ rồi. Nói xong, hắn rời khỏi tháp giới ngục. Bên ngoài tháp, Tích Tử Tình nhìn Diệp Huyên, Diệp Vương đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyên gật đầu, xong rồi. Tích Tử Tình gật đầu, vậy thì tốt. Vừa dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng vỗ tay, sau lưng nàng ta bỗng có hai cường giả xuất hiện, hai người hơi thi lễ với Tích Tử Tình rồi biến mất. Tích Tử Tình nói, Diệp Vương, một chuyện cuối cùng, Thương hội Vân Mộng ta muốn tìm hiểu một chút về vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên cười đáp, được. Nói xong, hắn nói hết những chuyện mình biết liên quan đến vũ trụ ngũ duy ra, tất nhiên vẫn có giữ lại đôi chút. Chỉ nói mấp mé mà thôi. Một hồi sau, Tích Tử Tình nhìn về phía Diệp Huyên, tháp này thật sự có thể đi vào ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Tích Tử Tình khẽ gật đầu, đã rõ. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn lướt bốn phía, mọi người, Thương hội Vân Mộng ta chủ trì buổi đấu giá hôm nay, nếu có chỗ nào thất lễ, mong mọi người lượng thứ. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, mời Diệp Vương. Diệp Huyên lấy tháp giới ngục ra, hắn nhìn xung quanh rồi cười bảo, thưa chư vị, ta không bịp bợm gì với mọi người nữa. Vật này ở chỗ ta toàn mang đến tai họa, hôm nay, ta giao nó ra đây, đây là bảo vật ngũ duy, ai có năng lực thì có được. Hôm nay, ta không có ý định đấu giá nó. Nói xong, hắn đặt nhẹ tháp giới ngục xuống đất, nhìn tháp giới ngục trong tay, khóe môi Diệp Huyên khẽ nhếch lên một độ cong không thể nhìn rõ được, tháp giới ngục cũng rung lên nhẹ nhẹ, như đang đáp lại hắn điều gì. Diệp Huyên khẽ vuốt ve tháp giới ngục, sau đó hắn lại nhìn bốn phía, ai muốn, cứ đến lấy. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Thấy cảnh này, Tích Tử Tình ngây cả người ra. Không đấu giá. Trong bóng tối, một vài cường giả cũng thấy khó hiểu, Diệp Huyên đang giở trò gì. Diệp Huyên đi rất quyết đoán, chỉ chốc lát đã biến mất bóng. Tích Tử Tình nhìn tháp giới ngục trước mặt, có chút không biết phải làm sao. Một chốc sau, nàng ta cũng xoay người rời đi. Tháp giới ngục này, nàng ta không dám nhận. Tích Tử Tình không lấy, cũng chẳng ai dám đến lấy. Tháp giới ngục cứ lặng yên đứng ở nơi đấy. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, vẫn không có ai động vào. Không ai ngu cả, thứ này ai lấy trước, người đó sẽ thành bia ngắm tên. Mà Diệp Huyên ở một bên khác đang vô cùng ung dung. Hắn cũng không rời khỏi lưỡng giới thiên, bởi vì hắn phát hiện lưỡng giới môn đã hoàn toàn đóng lại, không ai ra ngoài được, mà hắn cũng không định ra ngoài. Diệp Huyên tìm một nơi khá yên tĩnh ở trong thành, là một tòa đại điện cũ nát, đi cùng hắn là Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi vẫn luôn trầm mặc suốt đoạn đường đến đây. Diệp Huyên nhìn về phía Kiều Thiên Nhi, Kiều cô nương đang suy nghĩ gì vậy? Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng đáp, lần này là giao ra thật rồi, đúng không? Diệp Huyên cười, cô thấy thế nào? Kiều Thiên Nhi do dự một lúc rồi khẽ thở dài, không nói gì nữa. Diệp Huyên chỉ mỉm cười, chuyện không đơn giản thế đâu. Kiều Thiên Nhi hơi ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người đời ai cũng muốn có tháp giới ngục của hắn, không sao cả, hắn liền lấy tháp giới ngục ra, để người lao đến cướp. Cướp đi. Cướp đến vỡ đầu chảy máu là tốt nhất. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên rất lâu, nàng ta biết chuyện không chỉ đơn giản như thế. Từ khi tiếp xúc với Diệp Huyên đến này, nàng ta đã hơi hiểu hắn, người này dù làm chuyện gì đi nữa cũng sẽ không chịu nhận phần thiệt về mình. Lần này hắn chủ động giao tháp ra, chắc chắn không chỉ có thế là xong. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, Kiều cô nương, cô nên nấp đi đâu đó đi. Nấp đi. Kiều Thiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, làm một chuyện. Kiều Thiên Nhi trầm giọng hỏi, không thể nói với ta sao? Diệp Huyên nhìn Kiều Thiên Nhi, không phải là không tin tưởng cô, mà là vì an toàn của cô, mong cô hiểu cho. Kiều Thiên Nhi gật gật đầu, cẩn thận đấy. Nói xong, nàng ta định rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, nếu có thể, hãy rời khỏi lưỡng giới thiên. Kiều Thiên Nhi nhìn Diệp Huyên một cái rất lâu, rồi gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng ta xoay người đi mất bóng. Sau khi Kiều Thiên Nhi rời đi, Diệp Huyên im lặng một lúc rồi cũng biến mất theo. Chấm chấm chấm. Lúc này, tháp giới ngục vẫn chưa có ai đến lấy, nó cứ ở yên đó chứ không chạy trốn.
không ai dám động vào trước. Tháp giới ngục, bảo vật ngũ duy, ai cũng muốn, nhưng lại không ai dám làm chim đầu đàn. Ai lấy trước, kẻ đó sẽ trở thành địch của tất cả mọi người. Bởi vậy vẫn chưa ai động đậy, nhưng cũng không có ai bỏ đi. Bảo vật ngũ duy, có dễ như trở bàn tay. Nơi nào đó trong bóng tối. Hai cô gái đang đứng lặng thinh nhìn tháp giới ngục từ xa. Hai người này chính là Chu Tà Nhi và viên tiểu đao của thần điện. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, hắn thật sự buông bỏ sao? Viên tiểu đao lạnh nhạt đáp, buông bỏ. Tên kia có nhiều ý đồ xấu xa lắm, nếu hắn làm thế thì chắc chắn cũng là đang dựng dở trò bịp bợm gì đấy. Chu Tà Nhi lắc đầu, những người kia cũng không ngốc. Viên tiểu đao nói, đúng là không ngốc, nhưng bọn họ lại tham, chỉ cần có lòng tham, sẽ mụ mị đầu óc. Nói xong, ả ta nhìn tháp giới ngục phía xa xa kia, chúng ta cứ quan sát xem, ai là kẻ mụ mị đầu óc trước. Viên tiểu đao vừa nói xong, một ông lão bỗng xuất hiện cách tháp giới ngục không xa, ông lão mặc một bộ trường bào màu xám, tóc bạc phơ được bối cao, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm bóng loáng bọc vải ngoài. Kiếm tông! Viên tiểu đao bỗng nói, xem ra bọn họ không nhịn được nữa. Chu Tà Nhi nhìn về phía ông lão kia, lão ta không thèm để ý đến những cường giả trong bóng tối ở xung quanh, lão bước nhanh đến trước tháp giới ngục rồi đưa tay định cầm đi, nhưng đúng lúc này, hơn 10 luồng uy thế đột nhiên phóng ra bao trùm lấy người lão. Ông lão híp hai mắt lại, lão nhẹ nhàng búng ngón tay cái trái một cái. Vù! Một tiếng kiếm ngân bỗng vang lên, ngay sau đó, một luồng kiếm quang chém ra. Xoẹt! Xung quanh vang lên tiếng xé rách không gian, ngay sau đó, uy thế ở khắp nơi bỗng bị chém nát hết. Ông lão áo bào xám lạnh lùng nhìn lướt xung quanh, vật này kiếm tông ta muốn. Khẩu khí của các hạ lớn thật. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, không gian trên đỉnh đầu của ông lão áo bào xám đột nhiên bị xé toác, một khắc sau, một bàn tay khổng lồ màu đen vươn ra từ trong lỗ hổng ấy. Không gian bốn phía bị vặn vẹo thành một trạng thái kỳ lạ. Ông lão áo bào xám lạnh lùng liếc nhìn bàn tay khổng lồ kia, một khắc sau, lão xòe tay ra, một thanh kiếm bỗng lao đi. Vù! Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp chân trời. Ầm ầm! Trên không, bàn tay khổng lồ kia bất chợt bị chém làm hai, thế nhưng lại có một tàn ảnh khác bỗng hạ xuống từ trên không. Ông lão áo bào xám ở phía dưới híp hai mắt lại, một khắc sau, lão đột nhiên giẫm chân phải một cái. Toàn bộ mặt đất rung lên, ông lão áo bào xám phóng lên trên trời. Phía chân trời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai bóng người chợt thối lui liên tục ở trên không, mà trong lúc lùi lại ấy, có vô số kiếm khi bắn ra xung quanh, cắt nát cả bầu trời, trông vô cùng đáng sợ. Ông lão áo bào xám vừa mới dừng lại đã muốn ra tay tiếp, nhưng lại có mấy luồng hơi thở khác phóng ra khóa lên người lão. Ông lão áo bào xám sầm mặt lại, lão biết nếu ra tay tiếp, bản thân sẽ bị đánh hội đồng. Ông lão áo bào xám lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn phía, chư vị muốn đối địch với kiếm tông ta sao? Hiện tại lão chỉ có thể lấy kiếm tông ra làm bia. Người đàn ông trung niên vừa làm đối thủ của ông lão bỗng cười lạnh, sao nào, các hạ muốn dùng kiếm tông để ép người sao? Ông lão áo bào xám nhìn người đàn ông trung niên, vật này kiếm tông ta phải có. Người đàn ông trung niên bật cười, xem ra các hạ thật sự muốn dùng kiếm tông đến ép người. Ta thừa nhận, kiếm tông uy thế lớn, thế nhưng nếu người lưỡng giới thiên chúng ta liên thủ lại, thì cũng không hẳn là sợ kiếm tông ngươi đâu. Nghe vậy, ông lão áo bào xám càng sầm mặt hơn. Nếu cường giả ở lưỡng giới thiên liên thủ lại, cho dù là kiếm tông cũng sẽ vô cùng đau đầu. Ông lão áo bào xám im lặng một chốc, cuối cùng lão quyết định xoay người rời đi. Chỉ có thể tạm thời buông tay. Chí ít phải đợi đến khi có nhiều cường giả kiếm tông đến mới được. Sau khi ông lão áo bào xám rời đi, xung quanh lại lần nữa trở về với yên tĩnh, vẫn không có ai đến động vào tháp giới ngục. Ở một bên khác, ông lão áo bào xám đi đến giữa không trung, lão lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, sau đó nói, tra được tung tích của Diệp Huyên chưa? Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh lão, không có, hắn như thể đã biến mất rồi. Ông lão áo bào xám trở nên âm trầm, người này để tháp lại đây, mục đích là muốn lợi dụng cường giả lưỡng giới thiên để khống chế kiếm tông ta, tâm địa vô cùng độc ác.
hắn không thể sống, phải diệt họa, chúng ta. Đúng lúc này, phía dưới bỗng vang lên một tiếng kiếm ngân. Ông lão áo bào xám sửng sốt, người của chúng ta. Người phía sau lão hỏi ngược lại, không phải người của ta. Lúc này, phía dưới bỗng vang lên tiếng hét đầy phẫn nộ, hay cho một kiếm tông, can đảm lắm. Ông lão áo bào xám. Ông lão áo bào xám có hơi mờ mịt. Chuyện gì? Ông lão áo bào xám quét ngang thần thức, mà đúng lúc này, hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện xung quanh lão. Lão khẽ nhíu mày lại, có ý gì? Phía đối diện lão bỗng có một người đàn ông trung niên bước chậm rãi đến. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão áo bào xám, giao tháp giới ngục ra đây. Tháp giới ngục. Ông lão áo bào xám trầm giọng nói, lão phu chưa từng cầm lấy tháp giới ngục. Người đàn ông trung niên híp hai mắt lại, không phải ngươi cầm. Lẽ nào tiếng kiếm ngân phía dưới kia là giả? Ông lão áo bào xám gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, tháp giới ngục bị người khác cướp rồi à? Người đàn ông trung niên bật cười, xem ra kiếm tông ngươi cũng biết diễn kịch thật đấy. Ông lão áo bào xám cười gằn, ngươi cũng hài hước đấy, vậy mà để người ngoài cướp mắt tháp dưới vô số ánh mắt như vậy, các ngươi mù rồi à? Người đàn ông trung niên đột nhiên biến mất. Ông lão áo bào xám rút kiếm ra chém một nhát. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vọng, trong tích tắc, ông lão áo bào xám và người đàn ông trung niên đồng loạt lui ra sau. Trong lúc lùi lại, ông lão áo bào xám còn tung một đòn cách không, một tia kiếm quang bắn ra từ ngón tay lão, nhưng sợi kiếm quang ấy vừa xuất hiện đã bị 10 luồng uy thế xung quanh phóng ra nghiền nát. Cùng lúc đó, hơn 10 luồng uy thế mạnh mẽ lập tức khóa chặt lấy ông lão áo bào xám. Sắc mặt lão sầm xuống, nếu đánh đơn, lão không sợ bất kỳ ai. Nhưng nếu đối phương đồng loạt tiến lên, lão chắc chắn không đánh lại được. Ông lão áo bào xám đè nén lửa giận ở trong lòng, các ngươi chỉ dựa vào một tiếng kiếm ngân mà đã định là do kiếm tông ta cướp đồ. Phía xa xa, người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, đừng có hở tí là treo tên kiếm tông ở bên mép, ngươi cảm thấy ta sợ kiếm tông ngươi sao? Ông lão áo bào xám nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, lão phu không lấy tháp đó. Ánh mắt của người đàn ông trung niên dần lạnh lại, ở đây, kiếm tu có năng lực im hơi lặng tiếng lấy tháp đi dưới mắt của bọn ta ngoài kiếm tông các ngươi, ta thật sự không nghĩ ra được ai khác. Ông lão áo bào xám hỏi lại, Diệp Huyên kia không phải là kiếm tu. Người đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng, đúng là nực cười. Diệp Huyên kia là cảnh giới gì? Hắn có thể im hơi lặng tiếng lấy bảo vật đi ngay trước mắt chúng ta. Ngươi đang khinh thường bọn ta sao? Ông lão áo bào xám nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyên kia là người bình thường. Người đàn ông trung niên vô cảm, tất nhiên hắn không phải là người bình thường, nhưng ta thật sự không nghĩ ra được, hắn có năng lực gì mà có thể im hơi lặng tiếng lấy vật ấy đi trước mắt chúng ta. Ông lão áo bào xám trầm mặc. Thật ra lão cũng không tin lắm chuyện Diệp Huyên lấy đi. Bởi vì Diệp Huyên chắc chắn không có khả năng cướp bảo trước mặt những cường giả siêu cấp này. Thế nhưng trực giác nói cho lão biết, việc này chắc chắn có liên quan đến Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, nếu ngươi còn không giao ra đây, ngày này năm sau có lẽ sẽ là ngày giỗ của ngươi đấy. Sát ý. Trong mắt người đàn ông trung niên không hề che giấu sát ý của mình. Bảo vật ngũ duy. Cho dù là kiếm tông cũng không thể khiến bọn họ thỏa hiệp. Lúc này, người đàn ông trung niên chậm rãi siết chặt hai tay lại. Thật ra nếu được lựa chọn, ông ta cũng không muốn cứng đối cứng với kiếm tông, thế nhưng ông ta lại không có lựa chọn nào. Bảo vật ngũ duy này khiến họ rơi vào tình thế bắt buộc. Ông lão áo bào xám trầm giọng nói, các ngươi có thể tìm thử xem Diệp Huyên đang ở đâu. Lão vẫn cảm thấy có thể là do Diệp Huyên lấy đi. Phía xa xa. Người đàn ông trung niên đang định nói chuyện thì một giọng nói bỗng vang lên trong đầu hắn, chuyện này thật sự có chút kỳ lạ, Diệp Huyên này không phải là một người đơn giản, cứ xem thử hắn đang ở đâu đi, để tránh việc chúng ta bị lợi dụng. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, ông ta nhìn lướt bốn phía, thần thức tựa một tấm lưới đánh cá răng ra ngoài, chỉ chốc lát ông ta đã tìm được vị trí của Diệp Huyên. Lúc này đây, Diệp Huyên đã ở trước cổng vào lưỡng giới thiên, hình như hắn muốn rời đi. Một khắc sau, người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên.
ông lão áo bào xám kia cũng muốn đi nhưng lại có hơn 10 thần thức đang gắt gao nhằm vào người lão. Sắc mặt ông lão áo bào xám cực kỳ âm trầm, không biết lão đang nghĩ gì. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, các hạ là. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bảo vật kia đang ở trên người ngươi. Bảo vật. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nói, không phải ta đã giao ra rồi sao? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, bị người khác lấy đi rồi à? Người đàn ông trung niên đáp, là một tên kiếm tu. Diệp Huyên hỏi lại, là kiếm tông. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại trầm giọng hơn, các hạ nghi ngờ ta. Người đàn ông trung niên, người kiếm tông bảo là ngươi làm. Diệp Huyên bật cười, các hạ cảm thấy ta có thể làm được. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta không cảm thấy ngươi có năng lực này, nhưng ta vẫn muốn xác nhận lại. Sắc mặt Diệp Huyên sạm lại, làm sao để xác nhận? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, để ta quét thần thức khắp người ngươi. Diệp Huyên híp mắt lại, các hạ cảm thấy ta là người dễ ức hiếp. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhếch miệng nở nụ cười, hắn xòe lòng bàn tay ra, một tia kiếm quang bay ra ngoài, xông thẳng lên trời. Gọi người. Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt lại, tất nhiên ông ta biết sau lưng Diệp Huyên có người, hơn nữa còn không phải là người tầm thường. Với cô gái váy trắng trong truyền thuyết kia, cho dù là lưỡng giới thiên cũng vô cùng kiêng dè. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Huyên mới có thể sống sót đi đến lưỡng giới thiên, mà mọi người sở dĩ không cưỡng chế ra tay cũng là vì không muốn trở mặt với Diệp Huyên, nói đúng hơn là không mong trở mặt với người phía sau hắn. Mà bây giờ, Diệp Huyên gọi người rồi. Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi nói, Diệp Huyên, chúng ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ là muốn xác nhận xem bảo vật có còn ở trong tay ngươi hay không thôi, nếu không có, chúng ta đồng ý xin lỗi. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông trung niên thấy thế lại vội nói, chúng ta thật sự chỉ muốn xác nhận xem thôi, nếu không ở trong tay ngươi, chúng ta đồng ý mở cửa lưỡng giới thiên, mời Diệp Vương rời đi. Diệp Huyên nói, quét đi. Người đàn ông trung niên hơi thả lỏng trong lòng, ông ta cũng không muốn đối địch với người sau lưng Diệp Huyên. Không ai muốn có thêm thù hằn cả. Ông ta không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức đảo thần thức quanh người Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng không chống đối. Một lát sau, người đàn ông trung niên trầm mặt lại. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, hình như các hạ đã quên một chuyện. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, chuyện gì? Diệp Huyên đáp, quên kiếm tông. Kiếm tông? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày lại, chẳng mấy chốc, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, lão muốn kéo dài thời gian, đợi cường giả kiếm tông đến. Vừa dứt lời, ông ta đã biến mất không còn thấy đâu. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhún vai một cái, đó là ông tự nói đấy nhé. Nói xong, hắn bước nhanh rồi biến mất ở cách đó không xa. Chấm chấm chấm. Người đàn ông trung niên lại lần nữa xuất hiện trước mặt ông lão áo bào xám, lão định nói chuyện thì người đàn ông trung niên đã cắt ngang, lão đang kéo dài thời gian, giết lão. Vừa dứt lời, ông ta đã xông thẳng lên. Mà trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người. Hơn 10 cường giả siêu cấp đồng loạt ra tay. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt ông lão áo bào xám lập tức trở nên vô cùng khó coi, lão không có thời gian suy nghĩ nhiều mà lập tức vỗ tay một cái, vô số tia kiếm quang bắn ra từ cơ thể lão. Trong thời gian ngắn, vùng chân trời đã bị kiếm quang bao trùm. Khoảng chừng một phút sau, xung quanh bỗng khôi phục lại yên tĩnh. Mà lúc này đây, ông lão áo bào xám đã chỉ còn dư lại linh hồn. Hơn nữa, linh hồn đang cực kỳ hư huyễn. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt ông lão áo xám, ông ta nhìn nhẫn chứa đồ của lão, chẳng mấy chốc sắc mặt ông ta đã trở nên nặng nề, rốt cuộc vật kia đang ở đâu. Ông lão áo bào xám nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, lão nở nụ cười dữ tợn, đồ ngu, các ngươi là một đám ngu xuẩn. Vật kia vốn dĩ không ở trong tay ta. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, có lẽ là trong tay kiếm tông. Người đàn ông trung niên xoay người sang chỗ khác, người nói chuyện là một cô gái. Chính là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao khẽ mỉm cười, có thể im hơi lặng tiếng lấy bảo vật kia trước mặt chúng ta,
ngoại trừ kiếm tông, ta không nghĩ đến được kiếm tu nào khác, cho dù là kiếm tôn kia cũng không làm được. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ý của ngươi là, bảo vật kia đã được người của kiếm tông mang về tông rồi. Viên tiểu đao đáp, không hẳn, hiện tại lưỡng giới thiên đã đóng, người kiếm tông muốn yên lặng rời đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vì thế nếu ta đoán không sai, bảo vật này hẳn vẫn đang ở lưỡng giới thiên, hơn nữa còn là trên tay kiếm tông. Nói đến đây, ả ta lại nhìn ông lão áo bảo xám, sao các hạ không thành thật khai báo đi. Ông lão áo bảo xám nhìn về phía viên tiểu đao, ngươi là ai? Viên tiểu đao cười cợt, sau đó ả ta nhìn về phía người đàn ông trung niên, sao không lợi dụng một ít bí pháp tra hỏi thông thường đi. Người đàn ông trung niên im lặng một chốc rồi nhìn sang ông lão áo bảo xám, thần vật kia rốt cuộc đang ở đâu? Ha ha! Ông lão áo bảo xám đột nhiên cười ha hả, hay, hay lắm, hay lắm. Ha ha, bọn ngươi đợi đi, ha ha. Trong lúc đang cười to, ông lão áo bảo xám đã hoàn toàn biến mất. Ở trên không, sắc mặt người đàn ông trung niên có hơi âm trầm. Ông ta không ngờ rằng đến cuối cùng vẫn không có được tháp giới ngục. Lúc này, viên tiểu đao đột nhiên nói, chư vị, kiếm tông này e là không muốn thỏa hiệp. Người đàn ông trung niên cười gằn, chúng ta cần gì phải sợ kiếm tông? Không phải tự phụ, mà là người đi được đến đây không ai là tầm thường cả. Kiếm tông tuy rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không thua kém. Viên tiểu đao khẽ gật đầu, sau đó yên lặng rời đi. Người đàn ông trung niên im lặng một lát rồi cất tiếng, chư vị, mọi người có sợ kiếm tông không? Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, ha ha. Sợ gì chứ? Lý Hợp, người yên tâm, việc giết người kiếm tông lần này, chúng ta ai cũng có phần, vì thế mọi người sẽ cùng tiến cùng lùi với ngươi. Người đàn ông trung niên tên Lý Hợp gật đầu, mọi người tìm thử xem, trong lưỡng giới thiên chắc chắn còn người của kiếm tông. Nói xong, ông ta xoay người biến mất không còn thấy đâu. Chấm chấm chấm. Mà lúc này, Diệp Huyên đã lặng lẽ rời khỏi lưỡng giới thiên, hắn không chọn ở lại, là vì không cần thiết. Hắn bây giờ chỉ muốn lén lút phát triển. Diệp Huyên vừa rời khỏi lưỡng giới thiên, ở chân trời xa xôi bỗng có mấy luồng kiếm quang chém tới, nhưng mục tiêu không phải là hắn, mà là lưỡng giới thiên kia. Lưỡng giới thiên. Bây giờ có vài luồng kiếm quang đang chém tới. Cánh cửa lưỡng giới thiên đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó là nổ tung. Đây là lần đầu tiên trong vô số năm qua, lưỡng giới thiên bị người khác công kích. Theo sự vỡ vụn của cánh cửa, ba kiếm tu xuất hiện ở trong lưỡng giới thiên. Dẫn đầu là một ông lão mặc áo bào trắng, phía sau lão đeo hai thanh kiếm, ánh mắt sáng như sao, trên người tỏa ra luồng sát ý ngút trời. Phía sau ông lão áo bào trắng còn có một người đàn ông trung niên và một cô gái áo xanh. Cả hai cũng đều đeo hai thanh kiếm ở sau lưng. Mà lúc này đây, trong mắt bọn họ cũng tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Kiếm tông. Kiếm tông mặc dù rất ít khi xuất hiện ở vũ trụ tứ duy, cũng rất ít khi nhúng tay vào việc ở thế giới phàm tục, thế nhưng điều đó không có nghĩa kiếm tông không có thực lực. Ngược lại, bọn họ căn bản nhìn không lọt mắt vũ trụ tứ duy, bởi vậy mới không thèm nhúng tay vào chuyện ở vũ trụ này. Mà bây giờ, người kiếm tông đã bị giết. Chuyện này với kiếm tông mà nói, là một điều vô cùng nhục nhã. Có người dám giết người của kiếm tông? Ông lão áo bào trắng dẫn đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn phía, lão đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt lão. Người đàn ông trung niên này chính là Lý Hợp. Lý Hợp nhìn ông lão áo bào trắng mà không nói gì. Ông lão áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm lấy Lý Hợp, các ngươi giỏi lắm, dám giết người của kiếm tông ta. Lý Hợp cười bảo, sao nào, người kiếm tông thì chúng ta không thể giết. Ông lão áo bào trắng híp hai mắt lại, một khắc sau, lão đột nhiên gầm lên, chém. Vù! Phía sau ông lão áo trắng, một thanh phi kiếm bỗng chém ra. Lý Hợp híp hai mắt lại, ông ta nghiêng mình, tung ra một quyền. Một luồng sức mạnh cường đại bộc phát ra từ nắm đấm ấy, nhưng luồng sức mạnh ấy chưa tới gần thanh kiếm kia thì đã bị chém nát, trong nháy mắt kiếm đã lao đến trước mặt Lý Hợp. Lý Hợp đột nhiên gầm lên đầy giận dữ rồi tung cả hai nắm đấm từ hai tay ra. Ầm ầm, một âm thanh nổ vang giữa đất trời, trong chốc lát,
Lý Hợp đã bị đẩy lùi ra xa hơn 1000 trượng. Mà khi hắn vừa dừng lại, thân thể đã bị rạn nứt. Bị vô số kiếm khí chém phá. Ông lão áo bào trắng đang định ra tay tiếp, đúng lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 10 tàn ảnh. Thấy cảnh này, trong mắt ông lão áo bào trắng bỗng chốc ánh lên tia tàn độc, giết sạch lưỡng giới thiên. Vừa dứt lời, một thanh kiếm khác sau lưng lão cũng bay ra ngoài. Hai người theo sau lão cũng đồng thời ra tay. Ba người đánh 13 người. Hơn nữa lại không hề bị rơi xuống thế hạ phong. Ở một bên khác, Viên Tiểu Đao và Chu Tả Nhi đứng lẳng lặng nhìn. Một lát sau, Viên Tiểu Đao nhẹ giọng nói, kiếm tông này thật khủng khiếp. Chu Tả Nhi khẽ gật đầu. Ba người kiếm tông đánh 13 người, không chỉ không rơi xuống thế hạ phong, mà hơn nữa còn đang có xu hướng áp chế ngược lại. Kiếm tu. Cảnh giới của ba người này và 13 người kia cơ bản là như nhau, nhưng sức chiến đấu của ba kiếm tu này quả thật quá mạnh mẽ. Chu Tả Nhi đột nhiên nói, lưỡng giới thiên này có thể đối kháng cùng kiếm tông không? Viên Tiểu Đao cười nói, đừng xem thường lưỡng giới thiên. Người nơi này không hề đơn giản đâu. Chu Tả Nhi đang định nói chuyện thì đúng lúc này, ở không trung cách đó không xa bỗng có một luồng uy thế cường đại bao trùm xuống. Ngay sau đó, một bàn tay màu đen đột nhiên đập xuống từ trên không. Ầm ầm. Cách đó không xa, ba kiếm tu của kiếm tông nháy mắt đã bị đẩy lùi mấy ngàn trượng. Mà mấy người Lý Hợp cũng thối lùi hơn ngàn trượng. Ông lão áo bào trắng dẫn đầu bên phía kiếm tông ngẩng đầu nhìn lên không, ở nơi xa xôi, một giọng nói vang lên, không thể giết người của kiếm tông à. Ông lão áo bào trắng híp hai mắt lại, khẩu khí của các hạ thật là lớn. Giọng nói kia lại bật cười, kiếm tông đã đạt được bảo vật kia, còn muốn thế nào nữa? Ông lão áo bào trắng khẽ nhíu mày lại, kiếm tông ta từ khi nào đã đạt được bảo vật kia? Giọng nói lại cười, sao nào, đừng nói với ta là bảo vật không ở trong tay kiếm tông các ngươi nhé. Ông lão áo bào trắng trầm giọng nói, lão phu chưa từng thấy bảo vật đó. Giọng nói kia im lặng một lát rồi bảo, trừ kiếm tông ngươi ra, ta không còn nghĩ ra được kiếm tu nào có thể im hơi lặng tiếng lấy mất bảo vật ngay dưới mí mắt của chúng ta. Sắc mặt ông lão áo bào trắng hơi sạm lại, là sao, ngươi cảm thấy lão phu đang nói dối ngươi. Giọng nói kia lại tiếp lời, Lý Hợp, đã điều tra Diệp Huyên chưa? Lý Hợp gật đầu, điều tra rồi, trên người hắn căn bản không có bảo vật kia. Hơn nữa người này dù có hơi không đơn giản, thế nhưng hắn không có năng lực có thể đoạt bảo ngay dưới mí mắt chúng ta được. Nói đến đây, ông ta lại nhìn về phía ông lão áo bào trắng, chắc chắn là kiếm tông này rồi. Có khi bảo vật đang ở ngay trong tay lão ta. Trên không, giọng nói kia lặng thinh một lát rồi nói, việc này có chỗ kỳ lạ, nhưng hiện tại hiểm nghi lớn nhất vẫn là kiếm tông. Nói xong, một luồng uy thế cường đại lập tức phủ lấy đám người ông lão áo bào trắng. Để ta quét thần thức lục soát các ngươi một phen. Soát người. Sắc mặt ông lão áo bào trắng lập tức trở nên dữ tợn, các ngươi thật sự muốn chết. Vừa dứt lời, lão xòe tay ra, một tia kiếm quang lóe lên. Gọi người. Lão biết rõ, với ba người bọn họ, chắc chắn không thể đánh thắng được tất cả cường giả nơi đây. Chỉ có thể gọi cường giả kiếm tông đến. Hơn nữa không thể chỉ gọi một hai người. Ông lão áo bào trắng vừa mới gọi người, giọng nói trên không kia đã lên tiếng, giết. Vừa dứt lời, mười mấy người ở xung quanh đột nhiên xông về phía ba người ông lão áo bào trắng. Ông lão áo bào trắng nở nụ cười dữ tợn, chống chịu đi, đợi đến lúc người của ta đến. Vừa nói xong, hai thanh kiếm sau lưng lão đột nhiên bay ra, xé rách cả bầu trời. Đại chiến bắt đầu. Phía xa xa. Chu Tả Nhi bên cạnh Viên Tiểu Đao bỗng hỏi, Diệp Huyên đâu rồi? Viên Tiểu Đao cười, hắn à, ta cũng không biết hắn đang thong dong ở nơi nào nữa. Chấm chấm chấm. Trong dãy núi mênh mông nào đó, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này đây, hắn đang điên cuồng hấp thu những sách cổ lấy được từ thần điện kia. Những sách cổ này không chỉ bao quát quyền đạo, còn có thương đạo, kiếm đạo, đao đạo. Rất nhiều, rất nhiều. Hắn cũng không học hết những thứ này, mà chỉ hấp thu những tinh hoa trong đó để tăng cường kiếm đạo của mình, hoặc là nói hắn muốn bù đắp vào chỗ thiếu sót trong kiếm đạo của mình. Kiếm đạo. Bây giờ trình độ kiếm đạo của hắn đang ở minh cảnh, muốn tăng thêm một bước nữa là vô cùng khó khăn.
mà những sách cổ này chính là hy vọng của hắn. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. Khoảng thời gian này, không có bất kỳ ai đến quấy rầy hắn, là khoảng thời gian thoải mái nhất của hắn. Mà trong lúc ấy, Lưỡng Giới Thiên lại xảy ra chuyện lớn. Lưỡng Giới Thiên. Sau khi ông lão áo bào trắng gọi người, cường giả ở Lưỡng Giới Thiên bắt đầu điên cuồng vây công ba kiếm tu này. Tuy sức chiến đấu của ba người họ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được, chưa đến một canh giờ, ba người chỉ còn sót lại mỗi ông lão áo bào trắng kia. Mà lúc này đây, cường giả Lưỡng Giới Thiên đã vây quanh được lão ta. Kiếm tu áo bào trắng lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, sắc mặt lão vô cùng dữ tợn, kiếm phong trong tay phải đang điên cuồng rung động. Lúc này đây, Lý Hợp đột nhiên nói, bảo vật kia rốt cuộc ở đâu rồi? Kiếm tu áo bào trắng nhìn Lý Hợp rồi nở nụ cười dữ tợn, kiếm tông ta phải cho các ngươi trả một cái giá vô cùng thê thảm. Vừa dứt lời, lão đột nhiên gào lên, kiếm táng. Hô xong, kiếm trong tay lão đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang lao vào giữa hàng mày lão. Trong tích tắc, vô số kiếm quang bỗng bộc phát từ cơ thể lão, một cường giả Lưỡng Giới Thiên đã bất ngờ không kịp đề phòng bị kiếm quang kia chém nát cơ thể, mà những kẻ khác thì vội vàng điên cuồng thối lui. Họ lùi lại hơn mấy vạn trượng. Không gian khu vực xung quanh ông lão áo trắng đã bị xé thành một hang động đen kịt. Một lát sau, vùng không gian kia khôi phục lại bình thường. Mà bấy giờ, ông lão áo bào trắng kia đã không còn thấy đâu. Một kích vừa nãy đã là đòn tối hậu của lão. Viên tiểu đao ở xa xa khẽ nói tự bạo là tự bạo ngay. Kiếm tu của kiếm tông này không đơn giản. Nói đến đây, ta nhìn Chu Tà Nhi, dẫn người thần điện rời khỏi Lưỡng Giới Thiên lập tức. Chu Tà Nhi hỏi, tại sao? Viên tiểu đao nhẹ giọng nói, bởi vì sau đó kiếm tông có lẽ sẽ nhúng tay can thiệp vào. Vũng nước đục này, thần điện ta đừng tham gia vào. Chu Tà Nhi gật đầu, nàng ta cũng không muốn tham gia. Thật ra nàng ta vốn dĩ không muốn nhúng ta vào, bởi vì dù thế nào đi nữa, tháp giới ngục kia thần điện sẽ không lấy đi. Thần điện không có thực lực giữ bảo vật cỡ này. Như nghĩ đến điều gì, Chu Tà Nhi đột nhiên hỏi, tháp này hiện tại đang ở đâu? Tháp giới ngục đang ở đâu? Khóe miệng viên tiểu đao hơi nhếch lên, người đoán xem. Một nơi nào đó trong dãy núi, Diệp Huyên đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, bốn phía xung quanh hắn có hai cỗ kiếm ý đang không ngừng lượn quanh. Phá! Khoảng thời gian này, hắn luôn suy nghĩ một vấn đề. Làm sao để phá? Theo mặt chữ thì nghĩa là phá vỡ, nhưng nếu theo kiếm đạo, thì phải làm sao để phá? Như thế nào mới phá được? Không nghĩ ra. Lúc này đây, hắn rất muốn có người nào đó ở bên chỉ đường cho mình. Nhưng lại không có ai cả. Liên Thiển và Viêm Già không am hiểu kiếm đạo, mà tầng 8 thì không thèm để ý đến hắn. Còn kiếm tôn, ông ta chẳng nói gì, chỉ muốn để hắn tự ngộ ra. Điều này làm Diệp Huyên có hơi đau đầu. Biết đâu hướng dẫn một chút là hắn sẽ hiểu ngay. Nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều. Có rất nhiều thứ, thật sự chỉ có thể tự mình nghĩ cho thông cho hiểu thì mới dùng được. Người khác nói thì dù có hay đến đâu đi nữa. Bản thân chưa từng trải nghiệm thì cũng không thể thật sự hiểu cho hết những đạo lý kia. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, trong dãy núi, Diệp Huyên cứ ngồi xếp bằng lặng yên như vậy. Kiếm đạo, rất nhiều lúc phải tự dựa vào bản thân ngộ ra. Không chỉ là kiếm đạo, thật ra đời người rất nhiều lúc cũng cần tự mình giác ngộ. Nhưng có vài người có lẽ cả đời cũng không ngộ được, giống hắn bây giờ vậy, nếu cơ duyên chưa đến, có lẽ cả đời đều dừng lại ở minh cảnh. Kiếm tu. Càng đi về sau, kiếm tu mạnh mẽ chân chính lại càng ít đi. Diệp Huyên cứ ngồi như thế, tựa như đã hóa thành một pho tượng. Lưỡng Giới Thiên. Sau khi ba kiếm tu của kiếm tông bị chém giết, toàn bộ Lưỡng Giới Thiên bắt đầu đề phòng. Bởi vì tất cả cường giả nơi đây đều biết, chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngoài ra, toàn bộ cường giả Lưỡng Giới Thiên đều đang tìm kiếm tháp giới ngục. Bởi vì bọn họ bây giờ cũng không xác định được bảo vật ngũ duy này rốt cuộc có ở trên tay kiếm tông hay không. Ban đầu có vài người còn nghi ngờ Diệp Huyên, nhưng mỗi lần có người hoài nghi Diệp Huyên, Lý Hợp kia đều sẽ đứng ra bênh vực hắn. Bởi vì lúc trước ông ta đã đi thăm dò Diệp Huyên, mà trên người Diệp Huyên cũng xác thật không có bảo vật kia.
Hơn nữa Diệp Huyên không có thực lực đó. Vậy là, cường giả lưỡng giới thiên loại bỏ Diệp Huyên khỏi danh sách hiếm nghi. Không ai nghi ngờ Diệp Huyên nữa cả. Vì không ai cảm thấy Diệp Huyên có năng lực im hơi lặng tiếng cướp đi cái tháp ngay trước mặt bọn họ, mà sau khi Diệp Huyên được loại bỏ hiểm nghi, bọn họ lại thay đổi mục tiêu. Kiếm tông. Vì người cướp đi tháp giới ngục là một kiếm tu. Chuyện này không thể thoát khỏi liên quan với kiếm tông. Ngay hôm đó, một kiếm tu đi tới lưỡng giới thiên. Nhìn từ bề ngoài, kiếm tu khoảng 30 tuổi, mặc trường bào màu trắng, tay trái cầm một thanh cổ kiếm. Kiếm tu có mái tóc xõa ngang vai, trông rất nho nhã, gã ta cứ thế chậm rãi đi tới trước lưỡng giới thiên. Lúc này, Lý Hợp đột nhiên xuất hiện trước mặt kiếm tu. Lý Hợp nhìn kiếm tu, không nói gì. Kiếm tu cũng ngẩng đầu nhìn lại, có một người đàn ông trung niên đứng trên vân đoan, người đàn ông mặc trường sam màu xám, hai tay chắp sau lưng, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Kiếm tu nhẹ giọng nói, Trần Thời Nhất, yêu nghiệt đứng đầu. Cũng là người mạnh nhất vũ trụ vạn tinh năm đó. Người đàn ông trung niên trên vân đoan chính là Trần Thời Nhất. Từng là truyền thuyết của một vũ trụ nào đó. Trần Thời Nhất cười nói, xem ra kiếm tông các ngươi đã điều tra ta rồi. Kiếm tu gật đầu, kiếm tông ta có 4 kiếm tu chết ở lưỡng giới thiên đều có liên quan đến ông. Trần Thời Nhất gật đầu, có liên quan đến ta. Nói xong, ông ta còn hỏi kiếm tu, thế thì sao? Kiếm tu nhìn Trần Thời Nhất, ông tự tin thật đấy. Trần Thời Nhất cười lắc đầu, uy hiếp ta à? Thanh kiếm trong tay trái của kiếm tu đột nhiên bay ra, đâm rách bầu trời. Trần Thời Nhất trên vân đoan mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Oanh! Tia kiếm quang bị ép dừng lại trong không trung, nhưng lúc này, kiếm tu lại đột nhiên biến mất. Trần Thời Nhất trên không trung lùi lại gần trăm trượng. Kiếm tu kia cũng trở về chỗ cũ. Hai người vừa tiếp xúc đã tách nhau ra. Trần Thời Nhất nhìn kiếm tu bên dưới, cười nói, nếu chỉ có một mình ngươi thì e rằng không càn quét được lưỡng giới thiên đâu. Kiếm tu gật đầu, chúng ta đánh giá thấp lưỡng giới thiên rồi. Lúc này, kiếm tu mới phát hiện bọn họ đánh giá thấp thực lực của lưỡng giới thiên quá. Dù kiếm tu hơn người, nhưng lưỡng giới thiên cũng không yếu. Nơi này hội tụ vô số cao thủ hàng đầu vũ trụ, nếu những người này đã dám xông vào ngũ duy thì sao có thể là người bình thường được. Kiếm tông không thể áp đảo được lưỡng giới thiên. Nhưng đương nhiên kiếm tông cũng không sợ lưỡng giới thiên. Kiếm tu đột nhiên nói, các ngươi cảm thấy bảo vật ngũ duy đó đang ở trong tay kiếm tông ta sao? Trần Thời Nhất lắc đầu, lúc đầu ta thật sự nghĩ thế, nhưng bây giờ... Nói đến đây... Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh nhẹ giọng nói, xem ra chuyện không đơn giản như thế. Đến lúc này, ông ta càng cảm thấy chuyện này không được bình thường. Tất cả mọi chuyện giống như có người cố ý giá họa cho kiếm tông vậy, nhưng rốt cuộc người đó là ai? Diệp Huyên. Người đầu tiên ông ta nghĩ tới chính là Diệp Huyên. Vì một khi lưỡng giới thiên và kiếm tông đánh nhau, Diệp Huyên là người có lợi nhất. Nhưng có một vấn đề là Diệp Huyên phải làm thế nào mới có thể im hơi lặng tiếng lấy đi bảo vật đó ngay trước mắt mọi người. Hơn nữa Lý Hợp còn từng đích thân kiểm tra Diệp Huyên, bảo vật đó thật sự không có trên người hắn. Đương nhiên, bây giờ ông ta không rảnh để tâm đến Diệp Huyên kia. Người giết kiếm tông, chắc chắn kiếm tông sẽ không bỏ qua, người bây giờ ông ta phải đối mặt chính là kiếm tông. Kiếm tu ở bên dưới đột nhiên nói, Diệp Huyên kia ở đâu? Trần Thời Nhất vừa định đáp lời, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Diệp Huyên làm sao? Kiếm tông muốn nói bảo vật đó lại quay về tay Diệp Huyên rồi à? Trần Thời Nhất quay đầu, nhìn thấy một cô gái chậm rãi đi tới. Chính là Viên Tiểu Đao. Kiếm tu nhìn Viên Tiểu Đao, ngươi là người phương nào? Viên Tiểu Đao cười đáp, thần điện. Thần điện. Kiếm tu khẽ nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến thần điện của cô? Viên Tiểu Đao cười khẽ, các hạ chỉ rõ Diệp Huyên, chắc hẳn ý của các hạ là bảo vật đó vẫn còn ở trong tay Diệp Huyên đúng không? Kiếm tu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không có khả năng này sao? Viên Tiểu Đao nói, nhưng ta cảm thấy có lẽ bảo vật đó đang ở trong tay kiếm tông ngươi, dù sao so với Diệp Huyên, kiếm tông ngươi càng có năng lực im hơi lặng tiếng lấy món bảo vật kia đi ngay trước mắt chúng ta hơn. Ngươi thấy đúng không? Kiếm tu lắc đầu, theo kiếm tông ta được biết.
hình như bảo vật ngũ duy kia đã nhận Diệp Huyên làm chủ, thứ này vốn thuộc về ngũ duy, năng lực đặc biệt. Nếu nó chủ động phối hợp với Diệp Huyên, Diệp Huyên muốn im hơi lặng tiếng lấy nó đi, hơn nữa giá họa cho kiếm tông ta cũng không phải việc gì khó, đúng không? Viên tiểu đao gật đầu, người nói cũng có lý. Nói xong, ả ta nhìn về phía Lý Hợp, trước đó ông đã tự mình điều tra Diệp Huyên kia rồi, ông nói thử xem. Lý Hợp trầm giọng nói, ta đã sử dụng thần thức quét qua cả người hắn, nhưng không phát hiện ra bảo vật ngũ duy kia. Kiếm tu hỏi ngược lại, cho nên ông cảm thấy bảo vật ngũ duy đó không có trên người hắn à? Lý Hợp nhíu mày, đang muốn đáp lời thì viên tiểu đao bên cạnh chợt chen miệng vào, thế này đi, không bằng để chúng ta đến kiếm tông của ngươi lục soát trước đã. Kiếm tu nhìn viên tiểu đao, người đại diện cho lưỡng giới thiên à? Viên tiểu đao cười, ta chỉ nói thế thôi, người đừng xem là thật. Nói xong, ả ta lùi sang một bên, không nói thêm gì nữa. Trần Thời Nhất đứng trên không trung, vẻ mặt không chút cảm xúc, đúng như viên tiểu đao nói, kiếm tông vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất. Đương nhiên Diệp Huyên kia cũng dáng ngờ, có điều hiểm nghi của hắn khá nhỏ, vì hắn rất yếu. Có lẽ bản thân Diệp Huyên cũng không ngờ sở dĩ mình ít bị nghi ngờ, không bị nhầm vào nữa cũng là vì thực lực mình yếu, vì thực lực yếu mới khiến người ta cảm thấy hắn không thể im hơi lặng tiếng mang tháp đi. Lúc này, kiếm tu kia đột nhiên xoay người rời đi. Ở đây chỉ có gã ta biết rõ món bảo vật đó có ở kiếm tông không, mà nếu không nằm trong tay kiếm tông thì sẽ nằm trong tay ai đây? Người lấy đi bảo vật đó là một kiếm tu. Rõ ràng rất có thể là có người đang giá họa cho kiếm tông. Diệp Huyên. Kiếm tu quyết định đi tìm Diệp Huyên trước, gã ta muốn đích thân gặp Diệp Huyên. Về phần cái chết của cao thủ kiếm tông, gã ta chỉ có thể tạm thời gác qua một bên. Thấy kiếm tu rời đi, mấy người Trần Thời Nhất cũng không ngăn cản, vì không thể ngăn cản được, nếu cao thủ thế này muốn đi thì thật sự rất khó giữ chân lại. Viên tiểu đao nhìn kiếm tu rời đi phía xa, không nói gì. Lúc này, Trần Thời Nhất đột nhiên nói, truyền lệnh điều tra tất cả những người đáng nghi. Nói xong, ông ta cũng bỏ đi. Trong một dãy núi, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, hắn đã ngồi ở đây được 7-8 ngày rồi, khoảng thời gian này hắn không hề động đậy, chẳng khác nào một pho tượng. Ngộ! Bây giờ hắn muốn đạt tới thành tựu kiếm đạo phá cảnh chỉ có thể dựa vào ngộ thôi. Làm sao phá? Hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn sang bên phải, trên một nhánh cây ở đó có một cái nhộng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm cái nhộng đó, khoảng nửa giờ sau, nhộng đột nhiên run nhẹ, sau đó nứt ra, một con bướm nhỏ bay ra ngoài. Thấy cảnh này Diệp Huyên ngây người. Sau đó, hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn hiểu rồi. Oanh oanh! Hai luồng kiếm ý đột nhiên xuất hiện từ trên người Diệp Huyên rồi lập tức nổ tung. Phá! Thật ra chính là phá kén sống lại. Không phá không thành. Thông suốt điều này, hai luồng kiếm ý xung quanh Diệp Huyên bắt đầu không ngừng dâng cao tựa như núi lửa bùng nổ, cực kỳ đáng sợ. Mà kiếm ý của hắn cũng không ngừng lan tràn khắp xung quanh, chỗ nó đi qua có tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Cứ thế kéo dài một lúc lâu, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, hắn mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, những kiếm ý tựa như thủy triều xung quanh chảy vào lòng bàn tay hắn. Cuối cùng biến thành một thanh kiếm trắng đen được ngưng tụ từ kiếm ý. Kiếm ý. Diệp Huyên siết chặt tay phải. Thanh kiếm trắng đen này lập tức nổ tung, trong nháy mắt, phạm vi mấy vạn dặm xung quanh lập tức bị kiếm ý của hắn bao trùm. Phá. Tức là sống lại. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, kiếm ý bao trùm khắp xung quanh, dưới sự bao trùm của những kiếm ý này, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu ở xung quanh. Diệp Huyên chợt lên tiếng, thu. Dứt lời, những kiếm ý kia lập tức biến mất, trong lòng bàn tay hắn lại có thêm một thanh kiếm trắng đen. Phá cảnh. Diệp Huyên hơi nhếch môi, bây giờ có thể nói là hắn đã hoàn toàn có năng lực đánh một trận với cao thủ mệnh cảnh, đương nhiên vẫn khá chênh lệch với cao thủ phá mệnh cảnh, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ mới là vị chi cảnh. Cảnh giới vẫn còn quá thấp. Cảnh giới. Việc hắn cần làm bây giờ chính là nâng cao cảnh giới. Còn phải tăng cả cảnh giới của thân thể nữa. Diệp Huyên vung nhẹ tay phải, thanh kiếm trắng đen trong tay hắn lập tức biến mất, sau đó, hắn bèn muốn rời đi, mà lúc này,
một tia kiếm quang đột nhiên chém tới từ phía chân trời, trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Kiếm quang tản đi, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó chính là kiếm tu của kiếm tông. Diệp Huyên nhìn kiếm tu trước mặt, không nói gì. Kiếm tu cũng nhìn Diệp Huyên, nhìn một lát, gã ta chợt híp mắt lại, phá cảnh, sao có thể? Diệp Huyên nhìn kiếm tu, có chuyện gì à? Kiếm tu nhìn chằm chằm hắn, người đạt đến phá cảnh từ bao giờ? Diệp Huyên hỏi ngược lại, các hạ là? Kiếm tu đáp, kiếm tông, Khương Khởi. Kiếm tông? Diệp Huyên trầm giọng nói, rốt cuộc ta có thù hằn gì với kiếm tông các người mà các người cứ không chịu bỏ qua cho ta vậy? Khương Khởi nhìn Diệp Huyên, bảo vật ngũ duy đó vẫn nằm trong tay ngươi đúng không? Diệp Huyên hơi nhíu mày, không phải nó đang ở trong tay kiếm tông à? Khương Khởi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bèn hỏi, nó không ở trong tay kiếm tông à? Khương Khởi vẫn không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, tại sao ông cảm thấy nó ở trong tay ta? Khương Khởi đáp, trực giác. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, bảo vật đó thật sự không còn trong tay ta nữa. Nói đến đây, hắn thoáng im lặng rồi tiếp tục, ngày đó sau khi để nó lại, ta đã chuẩn bị rời khỏi lưỡng giới thiên, mà sau đó, cao thủ Lý Hợp của lưỡng giới thiên đột nhiên đến bảo với ta rằng bảo vật đã không còn ở đó, ta cũng không biết ông ta nói thật hay giả. Nghe thấy thế, Khương Khởi hơi nhíu mày, có khi nào bọn họ đã lấy món bảo vật kia, nhưng vì giữ được nó nên cố ý giá họa cho kiếm tông ta không? Diệp Huyên. Diệp Huyên không nói gì. Khương Khởi kia cũng im lặng. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Khương Khởi nhìn về phía Diệp Huyên, đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là bảo vật kia ở trong tay Diệp Huyên ngươi, ngươi cố ý đưa nó ra, sau đó giá họa cho kiếm tông ta, ngồi ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên cười nói, các hạ xem trọng ta quá rồi. Nếu ta có năng lực đó thì cần gì phải giao bảo vật ra chứ? Khương Khởi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười, xem ra các hạ vẫn không tin. Khương Khởi đáp, đúng là ta không tin. Diệp Huyên cười khẽ, vậy thì ta cũng hết cách, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngươi thật sự cho rằng ta có năng lực mang bảo vật kia đi à? Khương Khởi im lặng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Khương Khởi, bây giờ chỉ có hai khả năng, thứ nhất, bảo vật đó ở trên người ta giá họa cho kiếm tông ông. Khiến kiếm tông và cao thủ lưỡng giới thiên đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương, ta ngồi ngư ông đắc lợi. Thứ hai là bảo vật đó đã bị cao thủ lưỡng giới thiên lấy được, mà bọn họ lựa chọn giá họa cho kiếm tông ông, để kiếm tông đến gánh thay. Bây giờ ông cảm thấy cái nào có khả năng lớn hơn? Khương Khởi nhìn Diệp Huyên, ngón cái tay trái đột nhiên đặt lên trên thanh kiếm, chuẩn bị ra tay. Diệp Huyên cười nói, nếu ông thật sự ra tay thì sẽ đúng ý những người đó rồi. Vì chắc chắn bọn họ hy vọng người đứng sau ta sẽ đấu đến cùng với kiếm tông ông. Người đứng sau. Khương Khởi híp mắt lại, lúc này gã ta chợt nhớ ra Diệp Huyên này cũng không chỉ có một mình. Sau lưng hắn cũng có người. Hơn nữa người đó còn không yếu. Nếu kiếm tông liều mạng với người đứng sau Diệp Huyên thì ai có lợi nhất? Đương nhiên là cao thủ lưỡng giới thiên rồi. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, người của kiếm tông bị giết. Mà các người lại đang quan tâm đến bảo vật ngũ duy kia, mạn phép hỏi một câu, các người có nghĩ tới mấy kiếm tu đã chết kia không? Không thấy bọn họ chết oan sao? Nói xong, Diệp Huyên nhìn Khương Khởi bằng ánh mắt khinh thường, sau đó xoay người rời đi. Khương Khởi đứng sau lưng Diệp Huyên, im lặng không nói một lời, ngón cái tay trái của gã ta vẫn luôn giữ chặt chuôi kiếm, nhưng cuối cùng gã ta cũng không ra tay. Đúng như lời Diệp Huyên nói. Người của kiếm tông đã chết. Bây giờ đã không còn đơn giản là chuyện bảo vật ngũ duy nữa. Nếu kiếm tông ra tay với Diệp Huyên, rất có thể Diệp Huyên sẽ liên thủ với lưỡng giới thiên, một mình Diệp Huyên không đáng sợ, nhưng người đứng sau hắn lại rất đáng sợ. Khương Khởi im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên cũng không lẩn trốn hay trở về đại thế giới huyền hoàng, mà hắn còn quay lại lưỡng giới thiên. Lý do hắn không lẩn trốn là bây giờ hắn càng trốn thì càng nguy hiểm. Ngược lại, hắn càng nghênh ngang thì càng an toàn. Vì càng như thế, người khác sẽ càng không nghĩ bảo vật ngũ duy đó đang ở trên người hắn. Khi Diệp Huyên vừa về đến lưỡng giới thiên, Lý Hợp kia lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Diệp Huyên chắp tay, Lý Hợp tiền bối.
Lý Hợp hơi sửng sốt, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại khách sáo như thế, khiến ông ta thấy không quen lắm, nhưng ông ta vẫn lễ phép đáp lại. Diệp Huyên chợt cất lời, người của Kiếm Tông đến tìm ta. Lý Hợp nhìn Diệp Huyên, tìm ngươi làm gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, bọn họ nghĩ bảo vật đó ở trên người ta. Lý Hợp cười nói, vậy rốt cuộc có trên người ngươi không? Diệp Huyên cười lắc đầu, Lý Hợp tiền bối, ông thật sự cảm thấy bảo vật ngũ duy đó sẽ nhận ta làm chủ à? Lý Hợp im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, nếu món bảo vật như thế thật sự nhận ta làm chủ thì ta đã theo nó tiến vào ngũ duy từ lâu rồi, cần gì phải ở lại tứ duy cho bị biết bao nhiêu cao thủ nhằm vào chứ? Lý Hợp gật đầu, thế cũng phải. Diệp Huyên lại nói, nhưng Kiếm Tông cứ nói bảo vật đó ở trên người ta, không biết bọn họ có ý gì nữa. Lý Hợp nói với giọng điệu nặng nề, e rằng muốn lợi dụng ngươi hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, sau đó để chúng ta và ngươi tranh chấp lưỡng bại câu thương. Diệp Huyên nhíu mày, không có khả năng đó lắm nhỉ. Lý Hợp cười nhạt, vì sao không thể? Diệp Huyên nói, bọn họ đều là kiếm tu, sao lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế được? Lý Hợp lắc đầu, tiểu hữu vẫn còn quá trẻ tuổi, quá ngây thơ. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối có ý gì? Lý Hợp hờ hững giải thích, đây cũng không phải thủ đoạn bỉ ổi gì, mà là mưu kế. Hơn nữa kiếm tu không phải đều là những người thẳng tính, vẫn có không ít người thích chơi trò nham hiểm, người còn trẻ, vẫn chưa biết nhân tính trên đời này phức tạp đến mức nào. Diệp Huyên khẽ thở dài, không nói gì. Lý Hợp lại nói tiếp, tiểu hữu. Ta thấy chắc chắn kiếm tông kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, sau đó ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên cười khổ, kiếm tông lớn mạnh, ta còn có thể có tính toán gì? Chỉ có thể trốn thôi. Lý Hợp nhìn Diệp Huyên, ngươi không trốn được, bây giờ ở vũ trụ tứ duy này chỉ có hai chỗ an toàn với ngươi, một là sinh mệnh cấm khu, hai là lưỡng giới thiên. Mà sinh mệnh cấm khu ngươi không thể đến được, bên kia sẽ không thu nhận ngươi. Diệp Huyên nhìn Lý Hợp, tiền bối, ta có thể ở lại lưỡng giới thiên sao? Lý Hợp cười, đương nhiên có thể, phải biết rằng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà. Diệp Huyên vội thi lễ, đa tạ. Lý Hợp nói, tiểu hữu, ta dẫn cậu đi gặp một người. Diệp Huyên gật đầu, được. Lý Hợp dẫn Diệp Huyên đi, hai người nhanh chóng đi tới một bờ sông, bên bờ sông có một căn nhà gỗ nhỏ, trước nhà gỗ có một cái sân. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế tắm nắng trong sân, nhẹ nhàng đung đưa. Người đàn ông trung niên này chính là Trần Thời Nhất kia. Lý Hợp dẫn Diệp Huyên đi tới trước cửa viện, sau đó hơi hành lễ rồi lặng lẽ lùi xuống. Diệp Huyên nhìn Trần Thời Nhất, tiền bối. Trần Thời Nhất nhẹ giọng nói, đến đây. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Trần Thời Nhất, Trần Thời Nhất nhìn hắn, ông ta cứ nhìn như thế, ánh mắt của ông ta như có thể xuyên thấu mọi thứ. Nhưng nét mặt Diệp Huyên vẫn không thay đổi, không có chút dao động. Trần Thời Nhất thôi không nhìn nữa, ngồi đi. Dứt lời, sau lưng Diệp Huyên xuất hiện một cái ghế gỗ. Diệp Huyên cũng không khách sáo mà ngồi xuống, tiền bối, ông tìm ta à? Trần Thời Nhất nhẹ giọng nói, cậu tiếp xúc nhiều với bảo vật ngũ duy đó nhất, có thể nói ta nghe thử không? Diệp Huyên im lặng. Trần Thời Nhất cười hỏi, sao thế? Diệp Huyên cười, tiền bối muốn nghe nói thật hay nói dối. Trần Thời Nhất nhìn Diệp Huyên, cậu nghĩ sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối, nói thật lòng với ông, bảo vật ngũ duy đó, ai lấy được thì người đó xui xẻo. Trần Thời Nhất hỏi, nhân quả? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Trần Thời Nhất lại biết bảo vật ngũ duy này có nhân quả. Trần Thời Nhất cười nói, thần vật như vậy đương nhiên sẽ có nhân quả to lớn. Sử dĩ điện chủ của thần điện kia không lấy nó cùng là vì nguyên nhân này đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Trần Thời Nhất đột nhiên hỏi, có biết vì sao cậu vẫn còn sống không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, có lẽ là do mạng lớn. Trần Thời Nhất cười ha ha, cậu đúng là hài hước. Để ta cho cậu biết, sở dĩ cậu có bảo vật ngũ duy đó trong tay mà vẫn sống đến tận bây giờ đơn giản là vì có người ở phía sau gánh chịu nhân quả này thay cậu. E rằng người đứng sau cậu còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Diệp Huyên cười khẽ, không nói gì. Trần Thời Nhất đột nhiên nói tiếp, bảo vật ngũ duy đó thật sự có thể nối đến vũ trụ ngũ duy à? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Trần Thời Nhất cười nói,
vậy vì sao cậu không dùng nó đi đến ngũ duy? Diệp Huyên cười lắc đầu, tiền bối, ông thấy đó, ngay cả tứ duy ta còn sống không nổi mà lại đến ngũ duy, thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trần Thời Nhất cười ha hả, đúng là như thế. Nói xong, vẻ mặt ông ta chợt trở nên phức tạp, chúng ta đến vũ trụ ngũ duy thì không phải tự tìm đường chết chắc. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vậy vì sao tiền bối? Trần Thời Nhất nhìn Diệp Huyên, chúng ta đã đi đến cuối đường của vũ trụ tứ duy rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu ra. Mấy người Trần Thời Nhất đã đạt đến giới hạn của bản thân, bọn họ muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể đến vũ trụ ngũ duy thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên lại thắc mắc tiền bối, chẳng lẽ ở tứ duy thì không thể nào tiến thêm một bước nữa sao? Trần Thời Nhất nhẹ giọng hỏi, biết cảnh giới cao nhất của vũ trụ tứ duy bây giờ là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Trần Thời Nhất nói, trên mệnh cảnh là phá mệnh, trên phá mệnh còn có ba cảnh giới đã biết, chính là cầu đạo, nhập đạo, phá đạo. Mà từ trước đến nay, hình như ở lưỡng giới thiên chỉ có một người từng đạt đến phá đạo cảnh. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, thật ra nghe đồn trên phá đạo còn có một cảnh giới nữa. Diệp Huyên vội hỏi, cảnh giới gì? Nét mặt Trần Thời Nhất trở nên hơi phức tạp, diệt đạo. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn lên chân trời mờ mịt, nhẹ giọng nói, cầu đạo, nhập đạo, phá đạo ta đều hiểu, nhưng diệt đạo là ý gì chứ? Phải diệt đạo như thế nào đây? Là đang nói đùa sao? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối là cảnh giới gì rồi? Trần Thời Nhất cười đáp, phá mệnh cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên gật đầu, đang muốn nói chuyện thì Trần Thời Nhất chợt cất lời, cô gái váy trắng sau lưng cậu có lẽ thấp nhất cũng là phá mệnh cảnh đỉnh cao đúng không? Cô gái váy trắng. Diệp Huyên im lặng. Hắn thật sự không rõ cảnh giới của cô gái váy trắng, rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào. Nhưng theo suy đoán của hắn, chắc chắn cô gái váy trắng không chỉ là phá mệnh cảnh đỉnh cao, đây chính là một loại trực giác. Vậy rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào? Đây vẫn là một điều bí ẩn. Lúc này, Trần Thời Nhất lại nói tiếp, chắc chắn ngũ duy trong truyền thuyết này có cao thủ như diệt đạo cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, nói thật, chúng ta đến ngũ duy chính là để chịu đòn, hơn nữa một khi lối đi giữa vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy mở ra, vũ trụ tứ duy của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, đúng không? Trần Thời Nhất lắc đầu, đạo mới lớn, chúng sinh chỉ là thứ không đáng nhắc đến. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu phải hy sinh người khác để trở nên mạnh mẽ thì hắn sẽ không làm. Làm người, có thể vô sỉ, có thể không biết xấu hổ, nhưng nhất định phải có giới hạn, có nguyên tắc. Nguyên tắc của hắn chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Trần Thời Nhất đột nhiên hỏi, bảo vật ngũ duy đó vẫn còn trong tay cậu đúng không? Diệp Huyên quả quyết lắc đầu, không có. Trần Thời Nhất im lặng. Trong tinh không mịt mù nào đó, một cô gái váy trắng chậm rãi bước đi, nàng cứ đi như thế, trên người mặc váy trắng chẳng khác nào thần nữ trên trời. Không biết đã bao lâu trôi qua, nàng đột nhiên dừng lại, không gian cách chỗ nàng không xa đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuất hiện, người đàn ông trung niên nhìn một vòng xung quanh, nhẹ giọng nói, đây là vũ trụ tứ duy đó à, thật yếu quá. Nói xong. Ông ta nhìn cô gái váy trắng, chúng ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. Nhịn. Thật ra vũ trụ ngũ duy nhịn cô gái váy trắng đã lâu, vì nếu không có cô gái váy trắng, cao thủ ngũ duy đã lấy được tháp giới ngục mà bọn họ mong muốn rồi. Dù bọn họ không có cách nào đi tới vũ trụ tứ duy, nhưng bọn họ vẫn có thể mượn một vài phương pháp đặc biệt để đến vũ trụ tứ duy, đương nhiên thực lực sẽ giảm đi nhiều, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, vì phải đối mặt với đủ các loại cấm chế. Nhưng vì tháp giới ngục đó, tất cả mạo hiểm đều là đáng giá. Nhưng bọn họ không nghĩ tới rằng mình lại gặp một vấn đề lớn nhất. Cô gái váy trắng. Người phụ nữ này áp chế bọn họ. Bị một người đến từ tứ duy áp chế, khiến những cao thủ của vũ trụ ngũ duy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đương nhiên bọn họ cũng không dám khinh thường cô gái váy trắng. Vì nàng ấy thật sự rất mạnh. Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Thân thể người đàn ông trung niên có hơi hư ảo, không giống thi thể, nhưng lại không hoàn toàn hư ảo, có một cảm giác hư hư thực thực. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, không thể không nói,
vũ trụ tứ duy này tuy yếu, nhưng ngươi lại rất mạnh, mạnh đến mức vượt xa dự đoán của chúng ta. Cô gái váy trắng đột nhiên nói, biết vì sao ông vẫn chưa chết không? Người đàn ông trung niên cười hỏi, vì sao? Cô gái váy trắng nhìn ông ta, vì ông không biết mình đã chết. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, đang muốn nói chuyện, thì sắc mặt ông ta chợt thay đổi, vì không biết chỗ cổ họng ông ta đã xuất hiện một vết kiếm từ bao giờ. Trong nháy mắt, thân thể người đàn ông trung niên lại càng mờ hơn, nhưng vẫn không biến mất, vô số sợi tơ màu đỏ xuất hiện từ trong thân thể quấn chặt lấy ông ta, chính là những sợi tơ này giữ mạng cho ông ta. Người đàn ông trung niên nhìn về phía cô gái váy trắng, bản thể của ta ở ngũ duy, sao ngươi có thể giết chết ta được? Trừ khi kiếm của ngươi có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Nói đến đây, mấy sợi tơ trên người ông ta chợt đứt ra. Oanh! Người đàn ông trung niên liên tục lùi lại, trong lúc lùi lại, ông ta giật mình nhìn cô gái váy trắng, ngươi, không thể nào, không thể nào. Người đàn ông trung niên dần hoàn toàn biến mất. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo không gian sau lưng người đàn ông trung niên, trả giá đắt như thế phái một tên vô dụng đến, các ngươi xem thường ai vậy? Dứt lời, nàng chợt chém ra một kiếm. Vụt! Một tia kiếm quang bay vào trong thông đạo không gian kia, tia kiếm quang xuyên qua từng tầng không gian, chỗ nó xuyên qua đều bị chém rách, xông thẳng đến ngũ duy. Khi tia kiếm quang này đến chỗ nào đó, một cánh tay màu đen đột nhiên chặn trước tia kiếm quang này. Ầm, bàn tay đó không ngừng run rẩy, điên cuồng lùi lại, còn tia kiếm quang thì cắm thẳng vào lòng bàn tay đó, cứ thế, sau khi lùi lại khoảng mấy trăm nghìn trượng, bàn tay màu đen kia ầm ầm nổ tung, còn tia kiếm quang thì vẫn không tổn hao gì. Kiếm quang vẫn luôn tiến về phía trước, chẳng mấy chốc, một thanh trường thương phá không lao tới, chém thẳng về phía kiếm quang. Trong thanh trường thương này phát ra một hơi thở cực kỳ cổ xưa, trên mũi thương có thương mang lóe lên. Mang theo màu đỏ thắm, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó như có thể hủy diệt cả vũ trụ, cực kỳ đáng sợ. Sau một tiếng nổ vang, thanh trường thương mang theo lực lượng cường đại cứ thế nổ tung, hóa thành cho bụi, mà tia kiếm quang kia vẫn đang lao lên. Lúc này, nó đã tiến vào một không gian kỳ lạ, nó lao lên mà không dừng lại, không có lực lượng nào có thể ngăn cản. Tia kiếm quang này đi tới trước một vách ngăn có phù văn. Chính là vách ngăn giữa tứ duy và ngũ duy. Chính vách ngăn này đã chặn cao thủ tứ duy tiến vào ngũ duy, cũng chặn cao thủ ngũ duy tiến vào tứ duy. Lúc tia kiếm quang này chém đến, vách ngăn phù văn kia chợt run nhẹ, sau đó, một chữ rừng màu trắng chợt xuất hiện. Kiếm quang dừng lại. Sau một hồi im lặng, kiếm quang chợt không ngừng rung lên. Oanh! Kiếm quang và chữ rừng kia cùng nhau nổ tung. Cô gái váy trắng đứng trong tinh không, mặt không cảm xúc. Thật ra vách ngăn đó không ngăn được nàng, nhưng có thể kiềm chế nàng, mà một khi nàng bị kiềm chế, Diệp Huyên sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên bây giờ vẫn chưa đủ khả năng tự vệ. Một lát sau, cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, ánh mắt nàng xuyên qua vô số tinh vực, một đám vô dụng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chẳng mấy chốc. Nàng đã hoàn toàn biến mất ở cuối tinh không. Sau khi cô gái váy trắng biến mất, một tiếng than thở đột nhiên vang lên. Trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lần này, ngũ duy bất chấp tất cả để một người sử dụng phương pháp đặc biệt đi tới tứ duy chính là muốn xem có thể giải quyết cô gái váy trắng không, đáng tiếc bọn họ đã đánh giá quá thấp thực lực của cô gái váy trắng. Lúc đầu, bọn họ chỉ cho rằng cô gái váy trắng là cao thủ đứng đầu vũ trụ tứ duy, nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện thực lực của cô gái váy trắng này, đừng nói là tứ duy, dù là ở ngũ duy cũng thuộc những người mạnh nhất. Lúc này, một giọng nói vang lên, chỉ có thể kiềm chế, không thể đối đầu chính diện. Giọng nói này như ở ngay trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời. Một lát sau, xung quanh lại quay về với sự yên tĩnh. Mà lúc này, cô gái váy trắng đã đi tới một vùng tinh không khác. Nàng chậm rãi bước đi trong tinh không mờ mịt, giơ tay trái cuốn lọn tóc của mình, sợi tóc nhẹ nhàng lượn quanh ở đầu ngón tay, mà nàng như nghĩ đến điều gì, khóe miệng luôn hơi nhếch lên. Bây giờ nàng ấy thấy hơi vui vẻ. Người sống, có gánh nặng, có ràng buộc, mới cảm thấy có ý nghĩa. Sinh mệnh không chỉ có kiếm đạo, không chỉ có trường sinh, còn có hắn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cô gái váy trắng đi tới trước một hắc động không gian, trong hắc động không gian kia có một lực lượng mạnh mẽ không ngừng muốn cắn nuốt nàng. Cô gái váy trắng nhìn vào trong, đang muốn rời đi, thì lúc này, trong hắc động tối đen đó có một giọng nói vang lên, người rất mạnh. Cô gái váy trắng dừng bước, hơi nhướng mày, mạnh đến mức nào? Giọng nói kia hỏi ngược lại, mạnh đến mức nào? Cô gái váy trắng hơi nhếch miệng, không biết. Giọng nói kia im lặng. Cô gái váy trắng xoay người rời đi, lúc này, giọng nói kia lại cất lời, người nên đến ngũ duy trong truyền thuyết kia. Cô gái váy trắng nói, ngũ duy kia không có hắn thì đi cũng có ý nghĩa gì. Nơi có hắn mới là thiên đường của ta. Dứt lời, nàng ấy đã biến mất ở cuối tinh hà. Một tiếng thở dài vang lên trong không gian, người có thể đi lại không đi, người muốn đi lại không thể đi, tạo nghiệp mà. Lưỡng giới thiên. Lúc này lưỡng giới thiên vô cùng yên tĩnh. Sau khi Khương Khởi của kiếm tông rời đi thì không còn kiếm tu nào đến lưỡng giới thiên nữa. Vì thế, bây giờ lưỡng giới thiên vô cùng yên tĩnh. Nhưng cao thủ ở lưỡng giới thiên đều biết đây là bình yên trước cơn giông bão. Kiếm tông sẽ chịu để yên à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.